Chương 3481, Sáng Đạo Thiên Sơn. Dấu lớn trầm tường trong lòng suy tư thời điểm, a hổ đã xuyên qua mảnh này nồng đậm mây mù, sau đó Trầm tường liền nhìn thấy phương xa có một cái to lớn cái bóng mơ hồ, nhìn kỹ. Một cái quái vật khổng lồ nguy nga đứng sững ở phương xa, thẳng vào trên không. Không nhìn thấy đỉnh, Sáng Đạo Sơn phi thường to lớn, đỉnh núi rất cao rất cao phảng phất đã chạm đến tinh không, trầm tường lúc này đều phi hành đến mức rất cao, nhưng cũng vẫn như cũ không nhìn thấy sáng đạo sơn đỉnh núi quả nhiên vô cùng lớn lao nha. Trầm tường lúc này thật giống như là nhìn thấy một mảnh trời rớt xuống ngoại trên mặt đất, sáng đạo sơn bao trùm rất lớn một khu vực từ xa nhìn lại vô cùng chấn động. Trầm tường để a hổ phi hành thấp sau đó nhìn phía xa cái kia cao to cự sơn hắn cũng cảm giác được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực kéo tới. Khiến cho hắn có chút không kịp thở, A Hồ, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Trầm tường để A Hồ tiến vào lục đạo thần kính, liên tục phi hành gần như 20 ngày. Không có nghỉ ngơi quá nửa khác. A Hồ lúc này cũng vô cùng uể oải, trầm tường tiến vào lục đạo thần kính bên trong. Khống chế lục đạo thần kính phi hành, hiện tại hắn đã đi tới sáng đạo sơn vị trí khu vực ở đây khẳng định cao thủ như mây vì lẽ đó hắn đến vạn phần cẩn thận tiến vào lục đạo thần kính bên trong là an toàn nhất lục đạo thần kính bị hắn phóng thích phản sức mạnh ẩn nấp sau đó nhanh chóng phi hành tại trong một rừng cây sáng đạo sơn tổng cộng có bảy tòa đều khoảng cách một khoảng cách trầm tường hiện tại cũng chỉ có thể nhìn thấy trong đó một tòa sáng đạo sơn trầm tường khống chế lục đạo thần kính phi hành hai ngày hắn đã đi tới sáng đạo bên dưới ngọn núi diện đồng thời leo lên sáng đạo sơn hắn hiện tại cũng không biết muốn đi nơi nào tìm kiếm có người tụ tập địa phương tỉ như thành thị hoặc là môn phái loại hình địa phương chỉ có tìm tới những chỗ này hắn mới có thể nhanh chóng hiểu rõ sáng đạo sơn sự tình sau đó đi làm hắn chính sự sáng đạo sơn là màu xanh lục chủ yếu là bên trên tràn đầy to lớn cây xanh trầm tường tại sáng đạo sơn khá là thấp khu vực khu vực này phi thường bao la sau khi đi vào trầm tường cũng không có cảm giác đến chính mình ở trên núi đương nhiên sáng đạo sơn khổng lồ như thế cũng chỉ có đi tới chỗ tương đối cao mới có leo núi cảm giác cao nhất địa phương là sáng đạo sơn tối nhọn nơi đó khẳng định rất nhỏ không bằng bên dưới ngọn núi cái này cái bệ bao la như vậy cũng không biết cái này sáng đạo sơn đến cùng đều có môn phái nào trầm tường mục không mục đích đi tới hắn muốn đi vào nơi sâu xa vẫn buổi tối Tại lục đạo thần kính bên trong hắn, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có âm thanh truyền đến, muộn. Như vậy, tới chỗ như thế làm cái gì? Một tên nam tử tạo oán nói, ngươi, tiểu tử này, cả ngày liền biết lười biếng. Ta hiện tại là mang ngươi đến rèn luyện, ngươi không nữa nỗ lực. Liền muốn bị gia tộc cho đá ra đến rồi. Một người trung niên chỉ tiếc mài sắt không nên kim, hít một tiếng, có thể thấy được nam tử kia là con trai của hắn cha ta mới chẳng muốn ở trong gia tộc đây bị đá ra đến liền đá ra đến như vậy ta liền có thể càng thêm tiêu sái nam tử kia lại cười hắc hắc lên bịch một tiếng trung niên kia mạnh mẽ gõ lên đầu của nam tử đau đến nam tử kia hét to lên ta vốn là đần ngươi lại đánh ta liền muốn đần chết rồi nam tử rất bất mãn hét lớn trầm tường từ lục đạo thần kính bên trong đi ra hắn đã nhìn thấy hai cha con họ đều hình thể khôi ngô phụ thân đúng là khí vũ bất phàm mà nhi tử xem ra nhưng là có chút thật thà tại hạ trầm tường mới tới sáng đạo sơn không biết hai vị có thể không nói cho ta muốn làm sao đi đã có người địa phương trầm tường đi lên ôm quyền nói ta là tống giang nam đây là con trai của ta tống long hiên trung niên kia nhìn thấy có người vội vàng nói còn lôi kéo ngồi trên mặt đất nhi tử để hắn nhanh lên một chút lên, bởi vì như vậy thực sự là quá thất lễ, Tống. Tiền bối, Tống đại ca. Trầm tường khẽ mỉm cười, nói, Tống Long Hiên bị người gọi đại ca. Có chút thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng đứng lên, cộc lốc nở nụ cười, lão đệ. Không cần khách khí, đúng rồi, người nói muốn đi nơi có người. Khoảng cách nơi này gần nhất chính là Thương Hỏa Thành. Chúng ta tống ra là Thương Hỏa Thành thế gia tiểu huynh đệ ngươi nên là từ bên ngoài đến chứ tống giang nam vỗ vỗ con trai của chính mình để hắn đừng nói chuyện sau đó chỉ chỉ cái kia mảnh mây mù nói trầm tường gật gật đầu một đường lại đây cũng thật là không dễ dàng nhưng ở người ở đây sinh địa không quen hy vọng hai vị có thể chỉ dẫn một phen thực sự là lợi hại có thể từ bên ngoài đi tới sáng đạo sơn nói vậy trên đường trải qua không ít tống giang nam vô cùng khâm phục nói sau đó nghĩ đến con trai của chính mình là một cái túng bao trong lòng không khỏi thở dài nơi nào nơi nào dọc theo đường đi cũng không phải quá gian khổ trầm tường cười nói ngược lại ta là không nghĩ ra đi tới nghe nói bên ngoài rất nguy hiểm tống long hiên bĩu môi cha hắn hiện tại chính là muốn bắt hắn đi ra ngoài trầm tường dọc theo đường đi đều phi hành ở trên không ở đây có thể phi hành hung thú không nhiều vì lẽ đó trầm tường ở trên không phi thường an toàn tống giang nam nói tiểu huynh đệ không bằng theo chúng ta đồng thời hồi thương hỏa thành đi nguyên bản ta nghĩ mang tiểu tử này đi bên ngoài học hỏi kinh nghiệm nhưng nhìn hắn dáng dấp như vậy ta nghĩ vẫn là quên đi tống tiền bối người có trí riêng tống đại ca khả năng bởi vì tính cách nguyên nhân không thích đánh đánh giết giết chỉ thích ổn định sinh hoạt hưởng thụ yên tĩnh ta cảm thấy hắn như vậy tính cách chắc là đi luyện khí hoặc là luyện đan. Nói không chắc sẽ rất nhiều tiền đồ. Trầm tường nói, Tống Long Hiên như là tìm tới chi kỷ. Hận không thể lập tức cùng Trầm tường kết bái Kim Lan, cha. Ta vẫn yêu thích luyện khí, nhưng ngươi chính là không đồng ý, đều là nói ta không thiên phú. Kỳ thực ta có thiên phú. Tống Long Hiên vô cùng ủy khuất nói, luyện. Khí cần thiết trọng yếu thiên phú, chính là học tập sáng đạo chú văn. Tống đại ca ngươi nếu là học tập sáng đạo chú văn tốc độ rất nhanh. Vậy thì đại biểu ngươi có phương diện này thiên phú. Trầm tường nói ta, có ta học tập sáng đạo chú văn tốc độ nhanh hơn người khác gấp mấy lần đây. Tống Long Hiên nhắc lên việc này là vô cùng tự hào Tống Giang Nam bất đắc dĩ thở dài. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn tại luyện khí nhiều đất dụng võ. Thế nhưng chúng ta tống ra nhưng không hy vọng đem trọng yếu sáng đạo chú văn giao cho hắn học tập bởi vì hắn cho tới nay đều làm cho người ta một loại sẽ không có tiền đồ cảm giác. Bình thường làm việc cũng là nhát gan sợ phiền phức nhát. Gan sợ phiền phức cũng không phải chuyện xấu gì, chỉ ít có thể sống được lâu một chút. Trầm tường cười ha ha, nếu gia tộc không cho tống tiền bối ngươi làm vì phụ thân. Liền chắc là nghĩ biện pháp đi tranh thủ. Ngươi chỉ có để tống đại ca hắn thể hiện ra thực lực của chính mình. Mới có thể thu được đến gia tộc tán thành tống. Long hiên hận không thể ôm trầm tường khóc lớn một hồi qua nhiều năm như vậy cuối cùng cũng coi như có một cá biệt lại nói đạo hắn tâm khảm bên trong đi người đại ca người nói tới quá đúng rồi nếu là có tốt sáng đạo chú văn để ta học tập ta học được sau đó luyện chế một cái quý giá thần khí nhất định sẽ hãnh diện tống long hiên đã gọi trầm tường vì là đại ca có thể thấy được hắn là một kẻ cỡ nào ngay thẳng người tống giang nam cũng cảm thấy trầm tường nói rất có lý hắn đột nhiên cảm thấy tống gia chính là xem thường hai cha con bọn họ vì lẽ đó xưa nay không cho bọn họ cơ hội hắn ngẫm lại cũng cảm thấy vấn đề của chính mình không nhỏ nếu là hắn làm vì phụ thân có bản lĩnh tống gia thì sẽ không không đem quý giá sáng đạo chú văn giao cho con trai của hắn học tập nếu như hắn có bản lĩnh mặc dù tống gia không cho chính hắn cũng có thể tìm đến cho con trai của chính mình học tập. Chương 3482, Thương Hỏa Thành. Dấu lớn Tống Giang Nam suy tư trầm tướng, quyết định sau đó muốn nỗ lực vì là con trai của chính mình tìm kiếm sáng đạo chú văn. Để con trai của chính mình học tập tiểu, huynh đệ nói vậy là một cái trải qua phong phú, kiến thức rộng rãi người. Đa tạ sự chỉ điểm của ngươi, bằng không ta có thể sẽ để cho mình hài tử đi rồi sai lầm con. Đường Tống Giang Nam đối Trầm Tường chắp tay, "Đại ca, ngươi sau đó đối sáng đạo sơn có cái gì không biết, liền hỏi ta đi. Ta nhất định sẽ nói cho ngươi." Tống Long Hiên lúc này nhưng là phi thường kính nể Trầm. "Tường, ngươi tu vi so với ta cao, ngươi là đại ca mới đúng." Trầm Tường cười nói, "Tống Long Hiên nhưng là ngạo thế thần cảnh nha." Hắn nhưng không dám nhận, "Đừng nói tu vi gì không tu vi, đạt giả vì là sư." "Huống chi ta chỉ là gọi ngươi đại ca mà thôi." nếu không là ngươi đánh thức cha ta. Còn không biết cha ta sẽ mang ta đi làm cái gì đòi mạng sự tình. Người có thể tương đương với cứu ta một mạng. Tống Long Hiên cười ha ha nói, Tống Giang Nam không khỏi sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện con trai của chính mình đột nhiên không làm sao ở lại, sững sờ. Lại có thể nói ra như thế lưu loát, hắn tự hồ có hơi rõ ràng. Tống Long Hiên trước đều là không nói với người khác thoại chủ yếu là người khác xem thường hắn không hiểu hắn vì lẽ đó trong lòng tự nhiên chống cự những người kia vì lẽ đó luôn yêu thích chính mình một người tiêu sái tống giang nam lại đột nhiên cảm giác thấy đối con trai của chính mình cũng không phải hiểu rất rõ hắn suy nghĩ một chút tại tống ra bên trong con trai của hắn từ nhỏ khả năng liền thường thường bị coi khinh vì lẽ đó không nói như thế nào mới sẽ bị người xem thành là cái tên ngốc kỳ thực không phải hắn đột nhiên cảm thấy con trai của chính mình phải là một thiên tài học tập sáng đạo chú văn tốc độ rất nhanh điểm ấy tại tống gia liền không người có thể so sánh ta vẫn là không dám nhận trầm tường cười nói từ nay về sau ngươi chính là đại ca ta tống long hiên cũng mặc kệ trầm tường có dám hay không tương đương chỉ cần hắn nhận định là được được rồi chúng ta mau mau hồi thương hỏa thành đi Tống Giang Nam lúc này cũng hết sức cao hứng, con trai của chính mình gặp phải một cái chi kỷ. Cái này cũng là chuyện không tồi, Tống Giang Nam hai cha con bọn họ. Dọc theo đường đi cùng trầm tường vừa nói vừa cười, cất bước ở trong rừng rậm. Tống Giang Nam thực lực không yếu, dĩ nhiên là ngạo thế thần cảnh hậu kỳ. Nhưng liền hắn thực lực như vậy, tại Tống Gia nhưng không được đến coi trọng. Có thể thấy được tại Tống Gia bên trong, ngạo thế thần cảnh đỉnh phong rất nhiều người, Tống tiền bối ta hiện tại chỉ là ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong mà thôi. Ta muốn nhanh lên một chút bước vào ngạo thế thần cảnh, cần ăn cái gì đan mới tốt. Trầm tường hỏi, Tống Long Hiên có thể bước vào ngạo thế thần cảnh. Hắn cảm thấy hẳn là ăn đan, ăn quy thần đan. Ta chính là ăn loại này đan đột phá. Tống Long Hiên nói, đây là hạ phẩm sáng đạo thần đan, còn thật quý hơn nữa cần ăn không ít đây một cái tinh hoàng một hạt đại khái cần ăn hai trăm hạt khoảng trường trái phải tống giang nam nói quy thần đan chủ yếu công dụng chính là ngạo thế thánh cảnh bước vào thần cảnh có tác dụng rất lớn nhưng sau đó liền không còn tác dụng gì nữa vì lẽ đó tại hạ phẩm sáng đạo thần đan bên trong đây là tiện nghi nhất trầm tường cũng không nói gì bởi vì trước hắn mua thừa thánh đan cũng phải một cái tinh hoàng khẳng định không có quy thần đan được vì lẽ đó quy thần đan cũng coi như là khá là rẻ thương hỏa thành có bán không trầm tường hỏi thương hỏa thành là lấy hỏa diễm làm chủ thành thị mà luyện khí luyện đan đều cần hỏa diễm thương hỏa thành ở phương diện này đều tinh thông tống giang nam nói chúng ta tống ra chính là sử dụng hỏa diễm chúng ta chủ yếu tu luyện sáng đạo thương hòa chúng ta tống ra luyện đan sư cùng luyện khí sư đều có vậy tại sao không đem tống huynh đưa đi bồi dưỡng đây hắn luyện khí phải rất khá trầm tường hỏi đám người kia mắt chó coi thường người khác đều nói ta là tên ngốc không học được cũng không muốn dạy ta tống long hiên rất là xem thường liền đám kia ngu xuẩn học cái sáng đạo chú văn đều cần thời gian trận pháp mới có thể làm cho chính mình mau đứng lên nhưng bọn họ tại thời gian trong trận pháp nhưng ở lại sững sờ mấy trăm hơn một nghìn năm mới học được một cái lại có thời gian trận pháp trầm tường trong lòng âm thầm kích động hắn đến sáng đạo sơn trên đường hay dùng hai mươi ngày thời gian hắn phải nắm chặt thời gian đại ca người gọi ta long hiên là được tống long hiên nói long hiên người hiện tại đều học cái gì sáng đạo chú văn trầm tường hỏi đệ nhất trọng ta toàn bộ nắm giữ đệ nhị trọng chỉ có năm cái mặt sau ta đi học không tới tống long hiên cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ hắn nhìn một chút cha của chính mình yên tâm ta sau khi trở về sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi tranh thủ sáng đạo chú văn nếu là bọn họ không cho chính ta đi mua tống giang nam nói đây mới là của ta tốt cha tống long hiên cười ha ha nói chờ ta học được ta muốn cho đám kia xem thường ra hỏa của ta nhìn một cái ai mới là kẻ ngu si thương Hỏa thành, tường thành bốc lửa diễm, hơn nữa nhà nhà nóc nhà đều bốc lên lửa. Những ngọn lửa này đều là đủ mọi màu sắc. Tại buổi tối bên trong phi thường đẹp đẽ, Trầm Tường tiến vào thành thị. Cũng cảm giác được nơi này vô cùng nóng bức, nhưng nơi này tu hỏa người nhưng cảm thấy không có gì, Trầm Tường tùy tùng hai cha con họ. Đi ở một cái hai bên thiêu đốt lửa rộng rãi trên đường phố. Bởi vì hỏa diễm ở trong đêm tối mới là đẹp nhất. Vì lẽ đó thương hỏa thành ở trong đêm tối mới là náo nhiệt nhất trong đêm tối thương hỏa thành. Ánh lửa thông thiên, đủ mọi màu sắc hỏa diễm sắc thái rực rỡ, sán lạn cực kỳ. Nhìn ra trầm tường trong lòng một trận than thở, này sáng đạo sơn thành thị. Cũng thật là có đặc sắc, xa xa một tòa 100 tầng cao lầu. Mỗi một tầng biên giới đều thiêu đốt lửa. Tại mái nhà còn có một đại đoàn giường như tán cây bình thường hỏa diễm bao phủ đằng mùa lấy, rất là đồ sộ cha chính ngươi hồi tống ra ta cũng không muốn trở lại ta mang đại ca khắp nơi đi một chút hắn nói muốn mua đan dược ta dẫn hắn đi mua tống long hiên nói được các ngươi cũng phải cẩn thận không muốn gây chuyện khắp nơi tống long hiên căn dặn một câu cũng sắp bộ trở về tống ra long hiên tống ra các ngươi có quy thần đan bán không trầm tường hỏi không có quy thần đan là lăng gia mới có chúng ta tống ra sở trường đan không phải loại này tống long hiên nói tại sáng đạo sơn mỗi cái gia tộc đều cần có một loại trên thị trường không thể thay thế đan hoặc là phương pháp luyện khí hay hoặc là là thần khí có nhất định đặc thù gia tộc này mới có thể ở đây đặt chân một khi bọn họ đan bị thay thế được vậy thì là một cái gia tộc nguy cơ bởi vậy nơi này sáng đạo thần đan chẳng phải là chủng loại đa dạng trầm tường đột nhiên cảm thấy nơi này khả năng chính là luyện đan sư thánh địa không phải là à ta mang đi lăng ra cửa hàng mua tống long hiên nói lăng ra người ta biết mặc dù đối với không phải quá hữu hảo nhưng ta cảm thấy so với chúng ta tống ra con cháu đáng tin hơn nhiều tống long hiên đi được rất nhanh mang theo trầm tường đang khắp nơi đều là hỏa diễm thương hòa trong thành qua lại sau đó đi tới một tòa mấy trăm tầng cao lầu đây chính là lăng ra bọn họ hết thảy cửa hàng cùng với thành viên gia tộc đều tại này một tòa nhà bên trong tống long hiên nói chúng ta tống ra nhà lớn muốn so với bọn họ chiếc kỷ trà 10 tầng như vậy ở đây ai lâu cao ai liền rất lợi hại phải không trầm tường hỏi hừm nếu là ngươi hướng về lên kiến tạo ngươi thì sẽ biết càng cao càng khó kiến tạo ở phía trên sẽ có một luồng áp lực vô hình bình thường vật liệu có thể không chống đỡ được cái kia cổ áp lực Tống Long Hiên trong khi nói chuyện mang theo Trầm Tường tiến vào một tầng phòng khách. Chương 3483 Quy Thần Đan. Dấu lớn Tống Long Hiên đơn giản xe đường thuộc mang theo Trầm Tường đi tới một góc quầy hàng. Những quầy khác đều có người, chỉ có cái quầy này không có, Long. Hiên, nơi này là bán Quy Thần Đan sao? Trầm Tường nhìn một chút những quầy khác. Nhân ra quầy hàng không chỉ có người xuất hiện ở thụ đồ vật. Hơn nữa có không ít đều rất náo nhiệt, chỉ có cái quầy này, không chỉ không có ai bán đồ vật. Quầy hàng cũng không biểu diễn bất kỳ vật phẩm, đại ca, ngươi liền không hiểu. Quy thần đan đều là Lăng gia luyện đan sư luyện chế ra đến sau. Sau đó tiểu bối liền đi luyện đan sư nơi đó nắm hàng, tới nơi này nữa bán ra. Tống Long Hiên nói, ở đây có hơn 10 phân chia đều bán ra quy thần đan. Nhưng chỉ có nơi này phẩm chất tốt nhất, hơn nữa là đồng dạng giá cả, lão tống có phải là nhặt được tinh hoàng muốn mua đan dược một tên vô cùng nhỏ gầy nam tử đi tới cười ha ha nói nam tử này tuy rằng nhỏ gầy nhưng cũng ăn mặc phi thường xa hoa khiến cho hắn xem ra có chút buồn cười lão lăng đây là đại ca ta tên là trầm tường tống long hiên vội vàng giới thiệu trầm tường sau đó lại nói với trầm tường đại ca hắn gọi lăng dụng là cái quầy này trưởng quỹ chào ngươi trầm tường mỉm cười nói lão tống lại nhận ngươi vì là đại ca xem ra ngươi rất có bản lĩnh mà lăng dụng cười nói trầm tường đã nhìn ra tống long hiên cùng cái này lăng dụng quan hệ không tệ không đúng lão tống ngươi người đại ca này xem ra muốn so với ngươi nhược quá hơn nhiều ngươi vốn là không mạnh chắc là tìm một cái thực lực càng mạnh hơn đại ca mới đúng lăng dụng đánh giá một phen trầm tường cảm ứng được trầm tường trên người không có từng tia một ngạo thế xác định trầm tường vẫn là ngạo thế thánh cảnh không quan trọng lắm ta là dẫn hắn đến mua quy thần đan trong tay ngươi có có hay không hàng tống long hiên nói vừa vặn có hai hạt bất quá đã có người dự định lăng dụng than thở ý của ngươi là không phải muốn cho chúng ta tăng giá mua tống long hiên hừ một tiếng lão tống người vẫn luôn lưu lại ta chính là không hiểu tại sao người khác gọi ngươi tên ngốc lăng dụng cười ha ha thừa nhận muốn tăng giá mới có thể mua được tống long hiên có chút tức giận căm tức lăng dụng lão tống người muốn biết rõ chúng ta không phải là bằng hữu gì người chỉ có điều thường thường nói chuyện cùng ta vì lẽ đó ta mới cùng các ngươi như vậy quen thuộc lăng dụng nói trầm tường lấy ra một viên tinh hoàng nói chuyện nói quên đi ta hay là đi mua nhà khác đi, lăng dụng quả nhiên là cái người làm ăn. Liếc mắt là đã nhìn ra trầm tường tinh hoàng bất phàm. Trầm tường lấy ra tinh hoàng nhưng là thiếu nữ, đan linh ngưng đi ra loại này. Phẩm chất cực cao, trầm tường chỉ là không biết, ở đây. Không phải tự nhiên tinh hoàng có thể hay không chịu đến chống lại, đừng. Lăng dụng vội vàng kéo lại trầm tường, trầm huynh đệ, chớ vội đi mặt tống. Lòng hiên cũng nhìn ra trầm tường tinh hoàng không sai. Tống Long Hiên học tập sáng đạo chú văn chính là vì luyện khí làm chuẩn bị. Tinh hoàng làm vì là tài liệu luyện khí, hơn nữa cũng là tài nguyên tu luyện. Hắn đương nhiên hết sức quen thuộc, cũng có thể nhìn ra trầm tường tinh hoàng phẩm chất rất cao, đại. Ca, đi, chúng ta đi nơi khác mua, hắn nơi này Quy Thần đan đã bị đặt trước. Tống Long Hiên lôi kéo trầm tường liền muốn đi, chờ đã. Của ta Quy Thần đan có thể cho bán cho các ngươi lăng dụng vội vàng nói trầm huynh đệ ngươi tinh hoàng cũng chỉ có ta sẽ phải những người khác cũng không dám thu trầm tường nghe thấy lăng dụng liền biết loại này ngưng luyện ra đến tinh hoàng vẫn như cũ chịu đến chống lại bất quá hắn tinh hoàng muốn so với cái khác tinh hoàng phẩm chất cao hơn nửa lần khoảng chừng trái phải loại đồ chơi này lai lịch thẩm huynh đệ chính ngươi chắc là cũng rõ ràng ngươi lấy ra đi có thể không ai thu thế nhưng đối với ta hữu dụng vì lẽ đó ta muốn lăng dụng lấy ra một hạt quy thần đan đưa cho trầm tường trầm tường tiếp nhận quy thần đan nói người muốn loại này tinh hoàng làm cái gì đương nhiên là luyện khí người tinh hoàng phẩm chất cao nhiều như vậy mà tinh hoàng chính ta muốn dùng vì lẽ đó vẫn là rất trị lăng dụng cười hắc hắc nói lần sau ngươi muốn đan còn có thể tìm đến ta được đại ca chúng ta đi Tống Long Hiên vội vàng mang theo trầm tường rời đi. Đi tới hắn vào ở trong khách sạn, sau khi tiến vào phòng, Tống Long Hiên vội vàng nói, đại ca. Người loại này tinh hoàng có phải là luyện chế ra đến loại này, đúng, làm sao? Trầm tường tò mò hỏi, vậy cũng là nhân huyết tinh hoàng. Tống Long Hiên sắc mặt nghiêm túc, ngươi lần sau có thể phân biệt tùy tiện lấy ra. Dễ dàng gây sự, ta biết rồi. Trầm tường gật gật đầu, nhân huyết tinh hoàng thuyết pháp này trước tiêu tương lâm cũng nhắc qua hắn không nghĩ tới sáng đạo sơn cùng thập đại tông môn bên kia lại đều dùng danh xưng này có thể thấy được là rất lâu trước liền tồn tại long hiên ta trước tiên đi thử xem này hạt đan chính ngươi nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi trầm tường sau đó liền tiến vào trong một gian mật thất sau đó tiến vào lục đạo thần kính bên trong phượng viện xem của ngươi trầm tường nói hà phượng viện loại này ăn đan liền có thể nhận ra phương pháp luyện đan năng lực vô cùng thần kỳ hắn vẫn luôn rất tò mò hà phượng viện là làm thế nào đến thế nhưng hà phượng viện lại không chịu nói hà phượng viện biết trầm tường phải cứu tiêu tương lâm mà hiện nay có thể nhanh chóng tăng cao thực lực cũng chỉ có thông qua đan dược nàng ăn quy thần đan sau đó nhắm mắt lại đi phân rõ quy thần đan cần thiết dược liệu nửa ngày qua đi hà phượng viện nói Quy thần Đan chỉ dùng một loại hoa luyện chế, loại này danh sách gọi Cự Linh Hoa. Có một cái chậu rửa mặt lớn như vậy, nặng đến trăm cân, có mười hai cái cánh hoa. Cánh hoa ban ngày thời điểm là màu trắng, buổi tối thời điểm là màu đen. Chỉ là dùng một loại dược liệu như vậy vẫn là rất dễ dàng luyện chế mà. Trầm Tường nói, đây chính là sáng đạo thần Đan, mặc dù là hạ phẩm nhưng độ khó luyện chế đối trầm tường tới nói nhưng là một loại khiêu chiến trầm tường từ lục đạo thần kính bên trong đi ra tống long hiên vẫn chờ ở bên ngoài hắn đại ca quy thần đan hiệu quả thế nào tống long hiên vội vàng hỏi cũng không tệ lắm trầm tường khẽ mỉm cười chỉ có điều vẫn như vậy ăn còn không biết muốn ăn tới khi nào mới được ta nghĩ chính mình đi luyện chế loại này đan chính mình luyện chế tống long hiên giật mình trầm tường vốn cho là tống long hiên không tin cái gì nào có biết tống long hiên kinh gọi sau đó lại nói đại ca ngươi quá lợi hại ta hiện tại còn diệt luyện chế ra đến đây ta đã biết quy thần đan cần thiết dược liệu chính là không biết cái kia lăng dụng có chịu hay không bán cho ta trầm tường nói đây chính là lăng gia sinh mạng nha chúng ta đi tìm lăng dụng hỏi một chút liền biết rồi tống long hiên rất là hưng phấn hỏi đại ca ngươi có phải là một cái luyện đan sư trầm tường gật gật đầu cười nói vâng nhưng ta hiện tại vẫn sẽ không luyện chế cấp cao đan ngược lại ngươi là luyện đan sư là được ngươi cũng không biết luyện đan so luyện khí khó quá hơn nhiều ta nguyên bản cũng muốn học nhưng vừa nghe quá trình luyện đan ta liền từ bỏ tống long hiên nói tống long hiên mang theo hứng thú bừng bừng đi tới lăng ra nhà lớn Lúc này trời đã sáng, so với buổi tối, nơi này xác thực quạnh quẽ rất nhiều, lần này đến. Trầm tường nhìn thấy lăng dụng nằm ở đó cái trên quầy. Hắn nhìn thấy trầm tường cùng tống long hiên đến, lập tức trở nên phi thường tinh thần. Vẻ mặt tươi cười. mươi 3484, cự linh hoa. Dấu lớn tống long hiên đi tới sau đó, nhìn chung quanh, không có ai tại phụ cận, sau đó nhẹ giọng nói lão lăng chúng ta muốn tìm ngươi nói chuyện một bút đặc thù buôn bán nơi này thuận tiện nói chuyện sao không tiện đi theo ta lăng dụng mở ra sau lưng một cánh cửa sau đó mang theo trầm tường cùng tống long hiên đi vào lăng dụng biết trầm tường có loại này nhân huyết tinh hoàng hắn biết rõ loại này tinh hoàng có phải là người hay không huyết luyện chế ra đến vì lẽ đó hắn cũng không ngại hay là muốn quy thần đan sao ta có thể bắt được cao phẩm chất quy thần đan không nhiều, khả năng cần một chút thời gian a. À. Lăng dụng thở dài nói, của ta quy thần đan đều là từ ông nội ta trong tay đem ra. Nhưng ông nội ta có thể không chỉ có ta người cháu này, có đến mấy chục cái đây, đại. Ca, hắn nói chính là thật sự. Tống Long Hiên nói, ra ra hắn là một cái luyện đan sư. Mỗi tháng chỉ luyện chế một đại lô quy thần đan, tổng cộng có 20 hạt như vậy không dễ dàng cướp được đúng trước đây ông nội ta một tháng luyện chế vài lô khi đó trong tay ta đan liền tương đối nhiều lăng dụng cũng là vô cùng bất đắc dĩ ta lần này cần không phải đan là một loại hoa trầm tường dừng một chút tiếp tục nói một loại rất lớn hoa nặng đến trăm cân ban ngày màu trắng đêm đen màu đen lăng dụng lông mày hơi nhảy một cái tuy rằng động tĩnh rất yếu nhưng cũng bị trầm tường nhìn thấy thực sự là một loại kỳ quái hoa nha ta nơi này không có lăng dụng lắc lắc đầu nhưng nội tâm nhưng khiếp sợ cực kỳ bởi vì trầm tường nói loại này hoa chính là luyện chế quy thần đan cự linh hoa trầm tường lại biết quy thần đan là dùng loại này hoa luyện chế lăng dụng nghĩ đến rất nhiều hắn suy đoán trầm tường là thông qua cái kia hạt đan phân biệt ra nhưng đây cũng quá thần kỳ khiến cho người không thể tưởng tượng nổi đây chính là bọn họ lăng ra nhiều năm qua bí mật biết bí mật này người cũng là muốn ký kết huyết khế một khi tiết lộ hoặc là bán ra cự linh hoa đều sẽ chết trầm tường lấy ra hai cái tinh hoàng đặt ở mặt bàn ta thật không biết lăng dụng than thở lắc đầu hắn rất muốn hai người này tinh hoàng nhưng hắn là không thể gia thụ cự linh hoa hiện tại hắn có thể xác định trầm tường là một cái luyện đan sư tuổi trẻ luyện đan sư ở chỗ này cũng tương đối nhiều thấy thế nhưng ở tại bọn hắn lăng ra xem ra trẻ tuổi như thế liền có thể luyện chế quy thần đan nhưng không nhiều ta nghe nói một cô nương tìm được loại này hoa nàng nguyên bản muốn bán ra cho một cái cửa hàng nhưng nàng định giá quá cao cái kia cửa hàng không muốn cô nương này ngay ở thương hỏa thành phía tây dưới thành tường một cái phòng nhỏ phòng nhỏ cửa có trồng một gốc cây tử diệp cây cối các ngươi có thể đi tìm cô nương kia đúng rồi cô nương này trong tay hoa quá mức quý giá vì lẽ đó dễ dàng đưa tới họa sát thân các ngươi đến nhanh lên một chút chạy đi lăng dụng nói nghe xong lăng dụng trầm tường cũng rõ ràng lăng dụng là không cho phép đem cự linh hoa lấy ra bán ra thậm chí ba chữ này đều không cho cầm tại long tượng môn bên trong cũng giống như vậy những trưởng lão kia học tập cấp cao dung hợp chú văn sau, cũng là không thể truyền cho người khác, mặc dù là tử nữ cũng không được. Bằng không sẽ bị huyết khế phản phệ, Long Hiên, chúng ta đi nhanh lên. Trầm Tường hô, Tống Long Hiên vội vàng mang theo Trầm Tường bước nhanh đi ra ngoài. Lăng Dụng nhìn thấy Trầm Tường không mang đi mặt bàn tinh hoàng, trong lòng vui vẻ. Hắn vốn cho là Trầm Tường sẽ lấy đi một cái nhưng cũng toàn bộ cho hắn lăng dụng thu hồi tinh hoàng trong lòng vẫn như cũ cảm thấy kinh ngạc hắn cũng không biết trầm tường có phải là thật hay không có thể luyện chế ra quy thần đan đến quên đi chuyện này vẫn là không cần nói cho gia tộc đối với ta lại không có gì hay nơi lăng dụng lấy ra cái kia hai cái tinh hoàng đến hắn cảm thấy trầm tường cho hắn chỗ tốt càng nhiều hơn một chút tống long hiên đối thương hòa thành tương đối quen thuộc hắn mang theo trầm tường một đường lao nhanh đi tới tây tường thành lăng ra người biết được cô nương kia có loại này hoa nhất định sẽ phái người đi ám sát tống long hiên nói đúng tuy rằng cô nương kia không biết cái kia là hoa gì nhưng lăng ra người tuyệt không có thể làm cho loại này hoa rơi vào những đan dược khác phô trong tay mà chính bọn hắn cũng không thể đi mua bằng không rất dễ dàng gây nên người khác hoài nghi tốt nhất cách làm liền để cô nương này biến mất trầm tường nói rất nhanh bọn họ liền đến đến tây dưới thành tường nơi này phòng ốc đều là phi thường hạ xuống loại này nơi này thuộc về xóm nghèo vô cùng hỗn độn tại hơn nửa ngày người nơi này rất ít tử diệp cây cối ở bên kia tống long hiên hô sau đó lập tức xông tới tống long hiên lao nhanh lên tốc độ còn nhanh hơn trầm tường rất nhiều hầu như trong nháy mắt liền xông tới trầm tường đi qua sau đó lập tức cảm ứng được một tia khí tức nguy hiểm, Long Hiên, có tình huống, ngươi phải cẩn thận. Trầm tường vội vàng nói, Tống Long Hiên tiến vào cái kia gian phòng sau đó. Một trận mùi thơm phả vào mặt, Trầm tường lập tức vung ra một luồng khí lưu. Đem cái kia cỗ mùi thơm thổi tan, là độc hương, Tống. Long Hiên vừa nãy cũng chỉ là người được một chút, lập tức bị hắn bước ra trong cơ thể đồng thời ngừng thở, chỉ thấy một vệt bóng đen đột nhiên đánh vỡ nóc nhà lao ra, giao cho ta. Tống Long Hiên vội vàng đuổi tới, mà trầm tường nhưng là triển khai phản sức mạnh. Cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào trong phòng, chỉ thấy một tên mặc áo trắng. Khoác một cái trắng như tiết trường bào nữ tử nằm ngoa ở trên một cái ghế, tuyền phỉ. Trầm tường hầu như kêu lên, vội vàng thuấn di qua, đem bành tuyền phỉ ôm lấy. Sau đó đưa vào u dao sơn trang bên trong giao cho tô mị giao cùng bạch u u, tô mị giao cùng bạch u u nhưng là gấp hỏng rồi. Đặc biệt tô mị giao, nàng nhưng là thích nhất bành tuyền phỉ. Trầm tường đi tới sáng đạo chi địa, tô mị giao liền nhấc lên nhiều lần. Để trầm tường nghĩ biện pháp tìm xem cái này bạch bằng nữ, hiện tại đột nhiên liền như thế gặp. Phải, hơn nữa bành tuyền phỉ còn chúng độc chúng. Độc không phải quá sâu, tuyền phỉ nàng bản thân liền đối độc có nhất định chống lại hơn nữa đối độc nghiên cứu cũng hơi thâm có thể đúng lúc dùng bản thân nàng biện pháp chống đối độc lực khuếch tán bạch u u dùng cực cường băng hàn lực lượng niêm phong lại bành tuyền phỉ độc trong người sau đó từ trong nhà độc hương bên trong lấy ra loại độc chất này nguyên dạng sau đó cùng tô mị dao bắt đầu tinh luyện giải độc đan tuyền phỉ tại sao lại ở chỗ này tiến vào u dao sơn trang bên trong bành tuyền phỉ cánh đã không gặp biểu hiện tiêu tụy trầm tường nhìn thấy không khỏi có chút đau lòng. Khẽ vuốt cái kia trắng bệch như tờ giấy mặt ngọc không? Biết nói chung tìm tới nàng, may là không phải quá nghiêm trọng. Tô mị dao khẽ thở ra một hơi, trầm tường từ u dao sơn trang bên trong đi ra. Chỉ nhìn thấy tống long hiên nhấc theo một người áo đen đi tới, đại. Cà, cái tên này bị ta bắt được sau đó, liền hồn phi phách tán. Nhưng thân thể nhưng vẫn là tốt đẹp. Tống Long Hiên nói, thiêu hủy hắn đi trầm tường gật gật đầu cô nương kia đây tống long hiên hỏi thật là không có nghĩ đến nàng là ta một cái mất tích bằng hữu nhiều năm nàng tại của ta một cái thần khí bên trong giải độc sẽ không có chuyện gì chúng ta trở về đi thôi trầm tường nói long hiên ngày hôm nay chuyện này không muốn đối với bất kỳ người nào nhấc lên ta biết rồi tống long hiên gật đầu nói trầm tường cùng tống long hiên trở lại khách sạn dọc theo đường đi trầm tường đều tại chú ý xem có người hay không theo dõi bọn họ hắn không có phát hiện điều này làm cho hắn an tâm rất nhiều buổi tối trầm tường ở bên trong phòng hắn đang chờ đợi bành tuyền phỉ tỉnh lại bành tuyền phỉ cái này bạch bằng nữ lúc trước bị nàng tổ mẫu mang đi quả nhiên đi tới sáng đạo chi địa để trầm tường có chút chính là bành tuyền phỉ lại bước vào ngạo thế thần cảnh Tuy rằng chỉ là sơ kỳ, nhưng ở nơi này xem như là không kém. Chương 3485, Thánh thạch đổi thời gian. Dấu lớn tại đêm khuya thời điểm, Bành tuyền phỉ tỉnh lại, nàng sau khi tỉnh lại. Nhìn thấy Tô Mị Dao cùng Bạch U U các nàng mấy nữ. Còn tưởng rằng mình làm mộng không tỉnh, xác nhận không phải nằm mơ sau đó. Nàng nhào vào Tô Mị Dao cùng Bạch U U trong lòng khóc nước nở lên, trầm tường tiến vào U Dao Sơn. Chàng sau, nhìn thấy trầm tường, trong lòng nàng càng thêm chân thật. Nàng biết trầm tường năng lực, không sao chứ. Trầm tường cười cợt, lúc trước bành tuyền phỉ cũng đã có nói, ai muốn cứu ra cha nàng. Nàng liền gả cho người nào, cuối cùng nàng cũng nhất định phải cùng trầm tường đi rồi. Chỉ là đột nhiên bị tổ mẫu mang đi, nàng cũng vô cùng bất đắc dĩ, tuyền. Phỉ ta nghĩ chết ngươi. Tô mị giao vút bành tuyền phỉ cái kia vui tươi thanh tú mặt ngọc ta, cũng rất nhớ các người." Bành Tuyền Phỉ nói, "Ngươi tổ mẫu đây." Trầm Tường hỏi, nhấc lên tổ mẫu, Bành Tuyền Phỉ vẻ mặt âm u, nói, "Nàng chết rồi. Chúng ta đi tới Sáng Đạo Chi Địa liền trốn đằng Đông nấp đằng Tây. Đặc biệt đi tới nơi này Sáng Đạo Sơn sau đó, chúng ta thường thường bị đuổi giết. Chủ yếu bởi vì chúng ta là hồn thú, hơn nữa lại biết bay, có thể biến thành hình người." một lần tổ mẫu bởi vì chống đối kẻ địch bị thương mang theo ta đào tẩu cuối cùng chúng ta bị vây quanh tổ mẫu vì có thể làm cho ta thoát vây đem nàng toàn bộ sức mạnh đều chuyển vận cho ta giúp ta đào tẩu bành tiền phỉ con ngươi ướt át nàng tổ mẫu tuy rằng đem nàng mang đi nhưng đối với nàng vẫn là rất tốt đều qua bạch u u an ủi hừm có thể nhìn thấy các ngươi thật sự rất vui vẻ bành tuyền phỉ nói tương nhi cùng lâm nhi cũng biết bành tuyền phỉ sự tình bành tuyền phỉ mê man thời điểm long tiết di liền líu ra líu díu phải nói cái liên tục đem đầu đuôi sự tình toàn bộ nói cho hai nhà đầu này các nàng vốn là rất yêu thích nghe cố sự vì lẽ đó phi thường kiên trì nghe đúng rồi ngươi không phải có cự linh hoa sao tần sương hỏi cự linh hoa bành tuyền phỉ hiển nhiên không biết loại này hoa tên Bất quá nàng rất nhanh sẽ nghĩ đến, nàng lập tức lấy ra cự linh hoa, nói. Là loại này hoa sao, lúc này là màu đen, bởi vì bên ngoài là đêm đen. Là căn cứ bên ngoài thời gian đến biến sắc, hẳn là. Trầm tường nhận lấy, cảm thụ một hồi trọng lượng, quả thật có để nặng trăm cân, ngươi. Từ nơi nào được nhỉ? Long tiết di hỏi, ta từ một mảnh trong rừng rậm được. Bành tuyền phỉ nói, ta đi tới nơi này, không chỗ nương tựa. Trên người vừa không có có đủ nhiều tinh hoàng, ta vốn là muốn bán một cái tinh hoàng. Nhưng không có người muốn, không nghĩ tới cuối cùng còn bị người ghi nhớ lên. Đến đối với ta hạ độc Tần Xương nói, bọn họ đối với ngươi hạ độc là có nguyên nhân khác. Tần Xương kiên trì đem lăng ra cùng Quy Thần đan sự tình nói cho Bành Tuyền Phỉ. Nghe được Bành Tuyền Phỉ rất tức tối, ta lại không biết chuyện này, lại muốn giết ta diệt khẩu bành tuyền phỉ mày liễu dựng đứng hầm hư nói không có chuyện gì để trầm tường đi giáo huấn bọn họ phong khả nhi cười nói trầm tường bắt được cự linh hoa đi tới lục đạo thần kính bên trong cho hà phượng viện giám định nàng xác định sau đó hắn mới đem giao cho mỹ cảnh tỉ muội làm cho các nàng đi trồng trọt trầm tường đi ra khỏi phòng tống long hiên nhìn bên ngoài ánh lửa thông thiên thương hỏa thành cảnh đêm nói đại ca Thế nào rồi, tất cả còn thuận lợi? Trầm Tường nói, Long Hiên, ta nhớ tới ngươi đã nói, nơi này có thời gian trận pháp cái gì? Đúng không? Vâng, đại ca ngươi muốn dùng. Tống Long Hiên hỏi, đúng. Ta đến sáng đạo sơn là vì tăng cường thực lực của chính mình. Chủ yếu là sư phụ của ta bị một nhóm rất mạnh người nắm lấy, ta phải cứu nàng. Trầm Tường nói, ta nhất định phải mau chóng nắm giữ ngạo thế thần cảnh hậu kỳ tu vi, đại ca sư phụ. Ta có thể giúp được với vội vàng sao?" Tống Long Hiên cảm thấy sự tình vô cùng nghiêm trọng, đám người kia thực lực rất mạnh, đều là ngạo thế thần cảnh đỉnh phong. Trầm Tường than thở, "Thời gian trận pháp chúng ta tống ra có, nhưng không phải ai đều có thể sử dụng." Tống Long Hiên nói, "Bất quá ngươi đúng là có thể đi tìm Lăng Dụng hỏi một chút. Hắn có thể sẽ có biện pháp, được, hiện tại liền đi." Trầm Tường thời gian sử dụng trận pháp cũng không phải dùng để tu hành mà là dùng để phục chế lượng lớn cự linh hoa hiện tại mặc dù là hắn vận dụng tam trọng thời gian trận pháp cũng cần không ít thời gian đến trồng trọt nhiều hơn chút dù sao đây là sáng đạo thần dược lăng dụng nhìn thấy trầm tường đi tới cũng không biết trầm tường có phải là có thu hoạch nhưng cũng vội vàng mang theo trầm tường tiến vào phòng bên trong các người lăng ra có phải là giết rất nhiều được loại này hoa người đi vào, trầm tường liền hỏi, lăng dụng cũng không phủ nhận, hắn gật gật đầu. Ta có thể không động tới tay. Hơn nữa, những gia tộc khác cũng đều là làm thế nào, vì bảo vệ lợi ích của gia tộc. Mà cá nhân ta cũng không đồng ý làm như vậy, lão. Lăng, ta nghĩ thời gian sử dụng trận pháp, có thể làm cho ta tận lực tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Trầm tường nói, ngươi lại biện pháp sao? Thù lao dễ bản, lăng dụng suy nghĩ một chút, hắn có thể nghĩ đến rất nhiều chuyện. Bởi vì hắn suy đoán trầm tường đã chiếm được cự linh hoa, cần đại lượng thời gian. Chính là vì trồng trọt cự linh hoa, nhưng hắn cảm thấy này không có gì. Nói chung hắn hiểu được kiếm lời là được ta. Vừa vặn có một lần thời gian sử dụng trận pháp cơ hội, ta có thể chuyển nhượng cho ngươi. Đây là có thể chuyển nhượng. Lăng dụng nói, chỉ có điều giá cả mà, ngươi ra cái giá trầm tường nói, hắn hiện tại bao nhiêu đều cam lòng tập trung vào, một, cái sáng đạo thánh thạch, lăng dụng nói, sáng đạo thánh thạch vô cùng quý giá. Có lúc có tinh hoàng đều không nhất định mua được thời. Gian như vậy trận pháp tình huống cụ thể thế nào? Trầm tường hỏi ta. Có thể sử dụng 10 ngày, 10 ngày thời gian, bên trong đại khái là 5.000 năm. Nhiều nhất chỉ có thể một người sử dụng. Thời gian này trận pháp một khi cảm ứng được những người khác cũng sẽ lập tức chấm dứt vận chuyển, hơn nữa ta cũng sẽ bị trách phạt. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải đối với ta bảo đảm, chỉ là chính mình một người sử dụng. Lăng dụng nói, không thành vấn đề, ta chừng nào thì đi sử dụng. Trầm tường hỏi, hắn lấy ra một hạt sáng đạo thánh thạch, hiện tại là có thể. Lăng dụng nhìn thấy sáng đạo thánh thạch, hai mắt phát sáng, tiếp nhận sau đó. Lập tức mang theo trầm tường lên lầu, lăng ra nhà lớn có mấy trăm tầng cao trầm tường cũng không biết tới chóp nhất đến bao nhiêu tầng. Nói chung hắn trải qua rất nhiều đạo môn, vừa mới đến một cái rất lớn trong nhà đạt chung. Gian chính là thời gian trận pháp, có người sau khi đi vào, sẽ tự động vận chuyển. Trên đường có thể đi ra, tổng cộng đủ sau 10 ngày sẽ tự động đình chỉ. Lăng dụng nói, nhớ kỹ, chỉ có thể chính ngươi một người sử dụng yên. Tâm ta nhưng là hy vọng sau đó có thể tiếp tục cùng ngươi hợp tác trầm tường khẽ mỉm cười lăng dụng yên tâm đi ra nhà đá trầm tường để giang tư mỹ đi ra làm cho nàng phụ trách mang cự linh hoa tiến vào thời gian này trận pháp mỹ mỹ mấy ngàn năm khổ cực ngươi trầm tường nói mấy ngàn năm mà thôi không có gì ta thuận tiện học tập một chút sáng đạo chú văn giang tư mỹ sang sảng nở nụ cười sau đó mang theo cự linh hoa đi vào giang tư mỹ nếu như ở bên trong tăng cao tu vi nắm giữ sáng đạo chú văn, nàng chỉ cần cùng Giang Tư Cảnh tu luyện xong sinh kỳ công. Giang Tư Cảnh cũng có thể giống như nàng. Chương 3486, nghiên cứu sáng chế thần đan. Dấu lớn trầm tường đón lấy cũng phải phóng thích lĩnh vực thời gian. Để cho mình ở bên trong học tập sáng đạo chú văn, sử dụng tam trọng lĩnh vực thời gian đi. Trầm tường cảm thấy vô cùng đáng tiếc nếu là tiêu tương lâm ở đây. Liền có thể chỉ điểm hắn học tập sáng đạo chú văn có thể làm cho hắn học được càng nhanh hơn hắn đã nắm giữ nhất trọng nguyên tố chú văn cùng nhị trọng tăng cường chú văn đệ tam trọng chính là không gian chú văn hiện tại hắn còn không vội đi nắm giữ mà là đi học tập đệ tứ trọng dung hợp chú văn ta xem một chút có thể hay không nhiều hơn nữa học mấy cái học được thứ sáu chắc là còn kém không nhiều trầm tường sử dụng dung hợp chú văn chủ yếu là dùng cho luyện đan dung hợp sáu thú sáu cái dung hợp chú văn hiển nhiên không đủ a à. hổ cũng có đặc thù dung hợp chú văn nói không chắc ta có thể sử dụng lên a à. hổ dung hợp chú văn nhưng là thuộc về truyền thuyết chú văn cấp bậc trầm tường cảm thấy cái này truyền thuyết chú văn nhất định là dung hợp chú văn diễn biến mà thành nếu là hắn nắm giữ chín cái dung hợp chú văn nói không chắc học tập lên sẽ càng nhanh nhẹn hơn trầm tường truyền thuyết chú văn lúc trước liền bị một cái long tượng môn nguyên lão cướp đi người nguyên lão này bây giờ đã bị tiêu tương lâm dùng sáng đạo thánh tinh nổ chết thi thể đã bị tiêu tương lâm bảo tồn lại hơn nửa cũng là vì bảo tồn truyền thuyết chú văn trầm tường tại lĩnh vực thời gian bên trong ngốc những năm này càng thêm cảm nhận được thiên phú trọng yếu như hắn lại này không có thiên phú học tập lên thực sự quá khó khăn mà tiêu tương lâm có thiên phú học tập truyền thuyết chú văn hãy cùng chơi như thế khiến cho hắn phi thường ước ao, sau 10 ngày. Trầm tường từ lĩnh vực thời gian bên trong đi ra, thở dài nói. Chỉ có thể học được thứ sáu dung hợp chú văn, tiến bộ quá chậm, hắn. Tại lĩnh vực thời gian bên trong nhưng là vượt qua mấy trăm năm, giang tư Mỹ, từ thời gian như. Vậy trong trận pháp đi ra, nàng ở bên trong vượt qua thời gian càng dài, Mỹ. Mỹ, khổ cực ngươi. Trầm tường nói, giang tư Mỹ nhưng là chính mình một người vượt qua nhiều năm như vậy đây chính là phi thường gian nan không có chuyện gì ta ở bên trong học tập sáng đạo chú văn thời gian trôi qua rất nhanh giang tư mỹ khẽ mỉm cười ngươi đều học được thế nào rồi trầm tường cũng hết sức tò mò tăng cường chú văn học xong dùng hợp chú văn học ba cái giang tư mỹ nhẹ nhàng thở dài ta không thiên phú tiến bộ phi thường chầm chậm sư phụ của ngươi nàng cũng sắp hơn nhiều đúng nha ta nhất định phải đem nàng cứu ra, đến thời điểm dạy ngươi học tập sáng đạo chú văn. Trầm tường nói, ta tổng cộng trồng trọt ra 100 đóa cự linh hoa. Không biết có đủ hay không? Giang tư Mỹ nói, chắc là được rồi. Trầm tường luyện đan thời điểm sử dụng dung hợp chú văn cùng diễn sinh pháp phối hợp. Có thể làm cho phẩm chất tăng lên rất nhiều, bây giờ hắn cũng chỉ có thể dựa vào đan dược mới có thể tăng lên bằng không hắn mặc dù tiến vào thời gian trong trận pháp tu luyện mấy ngàn năm cũng khó có thể bước vào ngạo thế thần cảnh trầm tường đi ra cái này mật thất lăng dụng đã chờ ở bên ngoài hắn nhìn thấy trầm tường đàng hoàng đi ra lăng dụng cũng an tâm hơn nhiều sau đó còn nữa không trầm tường hỏi hắn còn muốn dùng một lần bởi vì điều này có thể càng nhanh hơn có mười năm sau lăng dụng nói lăng dụng thời gian mười năm có khả năng sử dụng một lần thời gian trận pháp nhưng hắn nhưng đem cơ hội lần này bán ra. Bởi vậy, hắn liền có thể được một hạt sáng đạo thánh thạch dùng lần này cơ hội đổi lấy một hạt. Sáng đạo thánh thạch, hắn cảm thấy vẫn là rất có lời, trầm tường không nói gì. Hắn theo lăng dụng xuống lầu, đi tới phía dưới sau đó. Tống Long Hiên liền vội vàng dẫn lên đến, hợp tác vui vẻ. Lăng Dụng cười ha ha, cùng Trầm Tường nói lời từ biệt, Tống Long Hiên mang theo Trầm Tường trở về khách sạn, thời gian trận pháp sử dụng cơ hội không nhiều, 10 năm mới có một lần. Cũng chỉ có Lăng Dụng sẽ bán ra. Quy thần đan số lượng cũng không nhiều, mỗi ngày liền như vậy điểm. Hơn nữa phẩm chất đối với Trầm Tường tới nói rất thấp, không đáng mua ta. Cha xét một hồi, hiện tại Lăng ra cửa hàng, một tháng chỉ có 50 hạt quy thần đan. Thật mẹ kiếp thiếu. Tống Long Hiên nói, lăng ra đối loại này đan cực kỳ coi trọng. Nhìn dáng dấp bọn họ định đem quy thần đan số lượng khống chế lên, sau Đó sẽ tăng giá, đồng giá cách đi tới, lại thả nhiều hơn chút đi ra. Trầm tường nói, hắn vừa nghĩ liền biết lăng ra muốn làm gì, không sai. Hiện tại liền xem đại ca, nếu là ngươi có thể luyện chế ra đến. Liền không cần cầu bọn họ lăng ra. Tống Long Hiên cười nói, trầm tường lấy ra cự linh hoa, ngửi một cái. Đây chính là sáng đạo thần dược, hắn trước đây cũng chưa từng thấy, mị. Giao tỷ ngươi cũng thử xem đi luyện chế. Trầm tường nói, dựa theo trước đây con đường, trầm tường sẽ trước tiên luyện chế một hạt. Sau đó cho thiếu nữ đan linh ăn, nhìn có thể hay không để cho các nàng tiến hóa. Hiện tại hắn cũng dự định làm như thế, thiếu nữ đan linh tiến hóa liền có thể thường thường ngưng đan, Tô Mị giao đương nhiên cũng phải luyện chế. Nàng khoảng thời gian này cả ngày đều tại học tập sáng đạo chú văn. Nàng đã sớm dự định thử một chút xem, Trầm Tường tiến vào lục đạo thần kính bên trong. Hà Phượng viện nhắm mắt lại, cũng không biết nàng đang làm gì, Phượng. Viện, ngươi cảm thấy cự linh hoa gia nhập một ít thuốc gì tài, sẽ tốt hơn một ít. Trầm Tường nói, trong tay ngươi sáng đạo thần dược cũng không nhiều cự linh hoa là sáng đạo thần dược nếu là muốn gia nhập cái khác dược liệu cũng nhất định là sáng đạo thần dược mới tốt hà phượng viện nói nếu như ngươi có càng nhiều sáng đạo thần dược ta nói không chắc có thể phán đoán một hồi ta có thể cảm thụ được dược liệu cùng dược liệu hướng về dung hợp sau đó nảy sinh hiệu quả có lúc hai loại không giống dược liệu dung hợp lại cùng nhau nảy sinh công hiệu là nguyên lai like vài lần thậm chí là mười mấy lần đây chính là luyện thành đan sau đó vì sao lại như vậy đắt giá nguyên nhân được rồi hà phượng viện vừa nói như thế trầm tường liền quyết định mang hà phượng viện đi xem xem một ít sáng đạo thần dược trầm tường đi ra khỏi phòng đem tống long hiên gọi ra tống long hiên nhìn thấy trầm tường bên cạnh có thêm một cái phong vận tuyệt mỹ quần trắng nữ tử ngẩn người cười ngây ngô nói đại tẩu được hà phượng viện nghe thấy sau đó cũng không nói gì chỉ là nở nụ cười xinh đẹp tại có người trước mặt nàng biểu hiện vô cùng tự nhiên ôn nhu để người cảm thấy nàng tự nhiên hào phóng phong hoa tuyệt đại trầm tường nhìn thấy hà phượng viện loại biểu hiện này trong lòng âm thầm sững sờ cái này thiên ngạo hoàng hậu lại chuyển biến nhiều như vậy bây giờ nhìn lên đúng là không có khí chất tốt cái đầu ngươi hắn không phải thê tử của ta chỉ là một người bạn trầm tường cười mắng long hiên ta cần phải đi một cái có thể chọn sáng đạo thần dược cửa hàng, nơi này có hay không, tống. Long hiên một bộ ta hiểu biểu hiện, cười ngây ngô hai tiếng, đương nhiên là có. Lăng dụng nơi đó chắc là thì có, có thể đi tìm hắn, tống. Long hiên đi xuống lâu sau đó, cũng không biết hắn từ nơi nào làm ra một chiếc xe. Để hà phượng viện cùng trầm tường đi tới. Sau đó chính mình đánh xe đi tới lăng ra cửa hàng, không? Nghĩ tới chúng ta xem ra vẫn đúng là như một đôi. Hà Phượng Viện khẽ cười nói, không, hề giống, chỉ có điều là cái tên này cảm thấy mà thôi. Trầm tường bĩu môi, đúng là thiên ngạo thần đế cùng ngươi rất có phu thê tương. Hai người các ngươi ra hỏa đều là kỳ hoa. mươi 3487, cây cỏ tinh hồn. Dấu lớn Hà Phượng Viện tại thiên ngạo đế cung bên trong thời điểm, muốn làm gì thì làm. Cái kia cái gì thiên ngạo thần đế cũng biết, nhưng cũng chẳng quan tâm liền ngay cả Hà Phượng viện làm một cái giả hoàng tử đi ra. Hắn lại cũng chiếu nhận cái này cùng mình không có bất kỳ liên hệ máu mủ nhi tử, trầm tường ngẫm. Lại cũng cảm thấy kỳ hoa, khỏi nói hắn, ta cùng với hắn vốn là lợi ích quan hệ. Cũng là phụ thân ta ý tứ. Hà Phượng viện hừ nhẹ nói, tên kia mới là kỳ hoa. Rõ ràng khống chế một cái khổng lồ như thế đế quốc, nhưng cũng hờ hững. Tùy ý người khác giày xéo hắn đế quốc phượng viện ngươi tự hồ có một loại năng lực có thể phân biệt ra được dược liệu đặc tính đến ta dám nói ngươi xưa nay chưa từng thấy cự linh hoa cũng chưa từng nghe nói danh tự này thế nhưng ngươi lại biết trầm tường đối này vẫn rất tò mò dược liệu là có linh ngươi là luyện đan sư ngươi nên so với ta rõ ràng chuyện này hà phượng viện nói trầm tường gật gật đầu ngươi có thể câu thông dược liệu linh cùng dược liệu linh thành lập liên hệ trầm tường cũng là có thể làm được nhưng cũng không thể như vậy thâm, cũng không thể tốc độ nhanh như vậy. Huống hồ, Hà Phượng viện đều là thông qua đan đến tiến hành, vậy thì càng thêm khó mà tin nổi. Bởi vì dược liệu bị luyện chế sau đó, linh trên căn bản cũng bị xóa đi, giá. Rẻ dược liệu có linh, cấp cao dược liệu, đến ngạo thế thần dược cấp bậc thì có hồn. Cũng chính là dược hồn, nhưng cũng rất yếu, mà sáng đạo thần dược dược hồn rất mạnh trầm. Tường vẫn là lần đầu nghe thấy cách nói này, dược liệu tuy rằng bị luyện chế thành đan dược hồn cũng bị xé rách thế nhưng vẫn có một ít tàn phế hồn tại đan bên trong mấy cái tàn phế hồn chứa đựng nhất định tin tức những tin tức này bên trong cụ thể nhất chính là dược liệu hình dạng cùng với năng lực sau đó chính là dược hồn đối ngoại giới nhận biết ký ức tỉ như dược hồn có thể nghe thấy người đối thoại vì lẽ đó dược hồn đều biết chính mình bản thể tên ta cũng thông qua này biết dược liệu tên hà phượng viện lúc này đem bí mật nói cho trầm tường có thể thấy được nàng là muốn cùng trầm tường triệt để hóa giải trước mâu thuẫn ngươi là làm thế nào đến trầm tường hỏi ta trước dung hợp quá một đạo ngạo thế cuồng hồn tên là cây cỏ tinh hồn hà phượng viện nói nguyên nhân chính là như vậy phụ thân ta mới có thể trở thành một luyện đan sư mà ta bản thân không am hiểu luyện đan trầm Tường đột nhiên cảm thấy, này Hà Phượng viện đối với hắn sẽ có trợ giúp rất lớn, trầm. Tường, ngươi và ta từng có ước định, ngươi đã đáp ứng ta sẽ giúp ta khôi phục tu vi. Hà Phượng viện nói, nếu là không có có đủ nhiều đan dược, ta muốn khôi phục ngày xưa tu vi hầu như không thể. Ta cũng cùng ngươi ký kết huyết khế, sau đó ta cũng không thể sẽ hại ngươi. Huống hồ tại nơi như thế này, chúng ta hợp tác đối với song phương đều có rất nhiều chỗ tốt ta đáp ứng ngươi sự tình, ta nhất định sẽ làm được. Nhưng hiện tại ngươi cũng có thể biết, sư phụ của ta nàng bị bắt đi, ta muốn đi cứu nàng. Trầm tường nói, tiêu tương lâm thực lực rất mạnh, luyện khí thuật cũng không sai. Càng có siêu tuyệt sáng đạo chú văn thiên phú, nếu là cùng với trầm tường. Liền có thể tăng cường trầm tường thực lực. Cái này cũng là hà phượng viện vui với nhìn thấy, hiện tại nàng nhưng là coi trầm tường là làm là chính mình dựa vào, nàng đối Trầm Tường tất cả sự tình đều tiến hành lâu dài cân nhắc. Cân nhắc hơn thiệt cho ta một đóa Cự Linh hoa. Chờ một chút ta đi quan sát sáng đạo thần dược thời điểm. Ta liền có thể nhìn ra cái gì sáng đạo thần dược có thể cùng Cự Linh hoa kết hợp sau công hiệu. To lớn nhất, Hà Phượng Viện nói, "Được." Trầm Tường lấy ra một đóa Cự Linh hoa đưa cho Hà Phượng Viện, "Ngươi là thấy thế nào?" "Thực sự là thần kỳ, đây là một loại cảm giác" Ta có thể đồng thời để hai loại dược liệu dược hồn lực lượng cùng ta cây cỏ tinh hồn tiến hành. Kết hợp, sau đó cảm thụ hai loại dược liệu dược hồn lẫn nhau hướng về phản ứng. Hà Phượng Viện nói, Trầm Tường cũng không hiểu, bởi vì hắn không có cây cỏ tinh hoa đến. Tống Long Hiên ở bên ngoài một bên hô trầm, "Tường, ngươi cái này nghĩa đệ là cái người tốt, ngươi có thể phân biệt bạc đại hắn." Hà Phượng Viện nói, "Ta biết trầm tường gật gật đầu, Hà Phượng Viện đi ra xe ngựa thời điểm. Trên mặt Ngọc Liên toát ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, sau đó kéo trầm tường cánh tay. Tào nhã từ xe ngựa bên trên hạ xuống. Theo trầm tường tiến vào cái kia trong đại sảnh, lăng dụng vốn định đi ra ngoài lãng một lan. Sóng, dù sao hắn vừa được một hạt sáng đạo thánh thạch tâm tình cực kỳ tốt. Bất quá ngay ở hắn chuẩn bị rời khỏi quầy hàng thời điểm lại nhìn thấy trầm tường cái này đại quý nhân đi tới. Hơn nữa còn mang này một cái rất đẹp phong vận nữ tử, trầm. Huynh, người mới vừa đi không lâu, lại trở về. Có phải là đột nhiên nhớ tới muốn mua món đồ gì? Lăng dụng cười sang sảng, ta. Vị bằng hữu này muốn mua sáng đạo thần dược, trong tay người đều có đồ gì tốt. Đưa cho chúng ta nhìn. Trầm tường cười nói, mời vào trong, lăng. Dụng mang theo trầm tường ba người bọn họ tiến vào một cái phòng khách. Ở đại sảnh trên có một tấm bàn dài, sau đó hắn liền lục tục lấy ra sáng đạo thần dược. Bày ra tại trên mặt bàn, những thứ này đều là chúng ta lăng ra trồng trọt đi ra. Có lượng lớn nguồn cung cấp đều là hạ phẩm sáng đạo thần dược. Lăng dụng nói, ta hiện tại cấp bậc cũng chỉ có thể cho tới loại này sáng đạo thần dược, hà. Phượng viện nhìn thấy những sáng đạo đó thần dược liền hơi nhíu lại lông mày vô cùng nói thật quan sát hơn nữa dùng hai tay cầm lấy đến nhiều lần kiểm tra chỉ có trầm tường biết nàng đang dùng loại này thần kỳ năng lực đi câu thông dược hồn mấy cái sáng đạo thần dược đều bán thế nào trầm tường hỏi một cái tinh hoàng thập phần rất tiện nghi lăng dụng ha ha cười nói trầm tường nhìn một chút tuy rằng hắn không quen biết mấy cái sáng đạo thần dược nhưng xem ra phẩm chất cũng chỉ là phẩm chất không tốt Tống Long Hiên bĩu môi, lão lăng, người trong tay cũng chỉ có loại đồ chơi này sao, chúng. Ta lăng ra con cháu nhiều, sói nhiều thịt ít. Ta có thể lượng lớn cung hàng cũng đã xem như là lợi hại. Lăng Dụng nói, đương nhiên, Hà Phượng Viện cảm thấy này đối trầm tường tới nói cũng không là vấn. Đề, nàng biết trầm tường u giao sơn trang bên trong những cô gái kia trồng trọt dược liệu phi. Thường lợi hại, có thể tăng cường dược liệu phẩm chất, Hà Phượng Viện đầy đủ nhìn một canh giờ nếu không là bởi vì trầm tường là cái đại quý nhân, lăng dụng nhất định sẽ thiếu kiên nhẫn. Hắn cũng không hiểu tại sao cô gái này muốn xem thời gian dài như vậy, tống long hiên cũng vô. Cùng nghi hoặc nhưng không có đặt câu hỏi. Chỉ là cùng trầm tường còn có lăng dụng ở một bên uống trà nói chuyện phiếm lên, trên bàn dài. Bày ra sáng đạo thần dược có hơn 20 gan, có thể nói là phi thường nhiều. Mà cuối cùng Hà Phượng Viện từ bên trong chọn lựa ra ba loại đến, diệp thảo cùng quả này ba loại, muốn này ba loại, trước tiên muốn thập phần đi. Hà Phượng Viện nói, ta chỉ có loại này tinh hoàng, ngươi thu sao? Trầm tường lấy ra ba cái tinh hoàng cho lăng dụng. Này đều là thiếu nữ, đan linh ngưng đi ra loại này, đương nhiên thu. Lăng dụng có thể không kiêng kỵ loại này nhân huyết tinh hoàng, khà khà cười nhận lấy. Sau đó lấy ra thập phần cái kia ba loại dược liệu, mua đến tay sau đó hà phượng viện lôi kéo trầm tường vội vã đi ra cửa hàng tống long hiên cũng cảm thấy kỳ quái hà phượng viện thật giống có chút sốt sáng sau khi lên xe hà phượng viện thở hổn hển vài khẩu khí quá bất ngờ không nghĩ tới sẽ có tốt như vậy dược liệu tống long hiên đã lái xe chạy lên cái gì tốt dược liệu không đều là hạ phẩm sáng đạo thần dược sao trầm tường vội vàng hỏi hạ phẩm sáng đạo thần dược cũng không phải không tốt luyện đan mà chủ yếu xem dược liệu cùng dược liệu dung hợp sau đó phản ứng. Phản ứng kịch liệt phẩm chất liền rất cao, công hiệu càng tốt hơn. Hà Phượng Viện nói, chương 3488, dược hồn dấu lớn, luyện chế quy thần đan chỉ có cự linh hoa này một loại dược liệu, đây là không đủ. Nếu như có thể tăng thêm cái khác dược liệu, như vậy loại này đan hiệu quả sẽ càng mạnh hơn. Hà Phượng Viện nói, cho nên ta dùng thời gian dài như vậy chủ yếu là bởi vì ta phát hiện có cái kia ba loại dược liệu đều cùng cự linh hoa có thể này sinh rất mãnh liệt phản ứng hơn nữa lẫn nhau hướng về đều có phản ứng như thế này cái kia luyện chế ra đến đan công hiệu chẳng phải là rất mạnh trầm tường lúc này cũng là vạn phần chờ mong đúng nhưng độ khó khăn khẳng định không nhỏ hà phượng viện nói phản ứng càng là mãnh liệt mang ý nghĩa càng là khó có thể dung hợp Đương nhiên, ta trước đây không biết có dung hợp chú văn, vì lẽ đó là cảm thấy như vậy. Người hiện tại nắm giữ cấp 6 dung hợp chú văn, nói không chắc sẽ ung dung rất nhiều, ta nhất định sẽ thành công. Trầm tường nói, nếu như loại này đan hữu dụng, Hà Phượng Viện khôi phục tu vi sau đó. Liền có thể lập tức bước vào ngạo thế thần cảnh, Hà Phượng Viện thần hải bị hủy. Cái kia là ngưng xúc năng lượng địa phương, nàng cần đại lượng năng lượng trùng kiến thần hải mới có thể khôi phục tu vi, mà nhanh nhất cách làm chính là sử dụng lượng lớn tinh hoàng, trầm. Tường có tinh hoàng, hơn nữa hắn còn có thể luyện chế càng cao hơn phẩm chất. Chỉ có điều hiện tại trầm tường không tinh lực đi làm. Hà Phượng Viện cũng không cầm yêu cầu này, đại. Ca, người mua những món kia chủ yếu là vì luyện đa nà. Tống Long hiên hỏi, thế nhưng hắn chỉ nhìn thấy trầm tường chính mình một người xuống xe. Hà Phượng Viện không gặp người vị bằng hữu kia đâu. Tống Long Hiên hỏi, nàng bế quan. Trầm Tường cười nói, những dược liệu kia xác thực luyện đan cần. Hơn nữa nàng cũng mua một hồi cho mình ăn, Tống. Long Hiên lập tức rõ ràng, Hà Phượng viện giấu ở Trầm Tường thần hải trong thế giới. Hoặc là một cái thả người thần khí bên trong, hắn gật gật đầu, đại ca. Người hiện tại muốn bắt đầu luyện đan đi, muốn bắt đầu rồi. Trầm tường cười nói, Long Hiên, nơi này có một ít sáng đạo chú văn, ngươi xem một chút, trầm tường lấy ra chín khối có khắc không gian chú văn trong suốt thủy tinh cho Tống Long Hiên, Tống. Long Hiên sau khi nhìn thấy, mừng như điên không ngớt, đồng thời rất là khiếp sợ, đại. Ca, đây là, đây là không gian chú văn. Tống Long Hiên kinh hô ta tuy rằng không có đã học. Nhưng ta đã từng nhìn thấy trong tộc trưởng lão biểu diễn quá, hơn nữa còn là cửu dai, đúng. Đại ca ta ngốc ngách, nắm giữ không được, vì lẽ đó chính ngươi trước tiên học tập một chút trầm tường nói xong lại lấy ra một ít tăng cường chú văn cho tống long hiên tống long hiên đã kích động đến rơi lệ mấy cái sáng đạo chú văn đều là hắn tha thiết ước mơ nha hắn vội vã cảm kích trầm tường long hiên ngươi cẩn thận học tập ta đi luyện đan trầm tường vỗ vỗ tống long hiên vai tống long hiên liền vội vàng gật đầu ta nhất định sẽ cố gắng học tập trầm tường cái này cũng là muốn nhìn một chút tống long hiên thiên phú làm sao hắn hiện tại cũng không thể chờ đợi được nữa muốn đi luyện chế quy thần đan hắn vội vàng đi tới trong phòng mật thất trong mật thất trầm tường luyện đan hắn sẽ thả ra nhất trọng lĩnh vực thời gian nhất trọng lĩnh vực thời gian đối với hắn mà nói không có quá to lớn tiêu hao gánh nặng không lớn có thể làm cho hắn luyện đan thời điểm sẽ ung dung rất nhiều đồng thời có thể tranh thủ thời gian cự linh hoa là vị thuốc chính tài, cái khác cái kia ba loại dược liệu năng lượng cũng không bằng. Cự linh hoa thế nhưng cùng cự linh hoa dung hợp sau đó. Nhưng có thể bùng nổ ra năng lượng rất mạnh mẽ đến. Hà Phượng Viện nói, vì lẽ đó, tại này bốn loại dược liệu dung hợp thời điểm. Người nhất định phải chú ý, bởi vì đến thời điểm rất có thể sẽ nảy sinh rất mạnh lực bọc. Phát trầm tường nhớ kỹ Hà Phượng Viện nhắc nhở, sau đó lấy ra thiên sáng đỉnh lô sau. Hắn để Lục Đạo Thần Kính cùng Thiên Sáng Đỉnh Lô dung hợp, luyện chế loại này sáng đạo thần. Dược nguyên bản Thiên Sáng Đỉnh Lô đã không đủ để áp chế sáng đạo thần dược sức mạnh. Vì lẽ đó hắn phải hòa vào Lục Đạo Thần Kính mới được trầm tường phóng thích hỏa diễm. Cùng đốt cháy bốn loại sáng đạo thần dược, đốt cháy quá trình cực kỳ gian nan. Hắn hiện tại chỉ là ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong tu vi, mặc dù thả ra mạnh nhất cổ hòa nhưng dược liệu nhưng vẫn như cũ rất khó phần luyện dừa. Theo cái tốc độ này, chỉ ít cần mấy tháng mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Trầm tường kinh hãi, không thôi, đây chính là so tinh hoàng còn khó hơn lấy hòa tan. Này chủ yếu là dược liệu nắm giữ đặc thù sức phòng ngự. Có thể làm cho mình hấp thu hỏa diễm năng lượng, hỏa. Chú Văn, tăng cường chú Văn, đều mở cho ta. Trầm tường thả ra hỏa chú Văn sau đó, tăng cường cổ hòa. Sau đó lại dùng đệ cửu giai tăng cường chú văn, tăng cường hỏa diễm cường độ, hỏa diễm lập tức trở nên rất mạnh. Nhưng Trầm Tường cảm thấy còn chưa đủ, hắn lại gia nhập một đạo cấp 8 tăng cường chú văn. Lúc này hỏa diễm mới trở nên phi thường mãnh liệt, màu máu cổ hỏa cháy hừng hực lên. Trầm Tường có thể mắt thường nhìn thấy những dược liệu kia như là băng ngộ nóng sau đó dần dần nung chảy, hắn âm thầm than thở sáng đạo chú văn lợi hại lại lập tức tăng cường hỏa diễm nhiều như vậy lần. Hơn nữa hắn tiêu hao cũng không phải quá to lớn, mấy. Cái sáng đạo chú văn sau nửa canh giờ sẽ biến mất. Đến thời điểm lại ngưng khắc cũng không phải rất khó. Trầm tường nhìn chính đang một chút lờ mờ sáng đạo chú văn. Trong lòng âm thầm nghĩ, 10 ngày đi qua, bốn loại dược liệu đã bị trầm tường luyện hóa. Tại thiên sáng đỉnh lô bên trong bên trong hình thành bốn cỗ không liên quan tới nhau luồng khí xoáy, này bốn đám luồng khí xoáy phẳng phất trời sinh tương khác. Căn bản là không có cách đem ngưng tụ cùng nhau, chỉ có thể sử dụng dung hợp chú văn. Trầm tường trước còn ngây thơ cho rằng, có thể như hai con cái khác đan như thế. Dễ dàng tụ hợp cái kia bốn đám luồng khí xoáy, trầm tường tại này bốn đám luồng khí xoáy lên. Phân biệt khắc vào 3, 4, 5, 6 dài dung hợp chú văn tại dung hợp nhiều đồ vật thời điểm cần tận lực sử dụng càng cấp cao dung hợp chú văn sau đó dung hợp đi ra hiệu quả mới sẽ càng mạnh hơn đây là tiêu tương lâm nói cho hắn dung hợp chú văn vô cùng thần kỳ trầm tường phân biệt tại bốn đám luồng khí xoáy ngưng khắc dung hợp chú văn sau đó bốn cái luồng khí xoáy lại dần dần hấp dẫn lẫn nhau bắt đầu tụ hợp lại một nơi trầm tường chăm chú nhìn kỹ này bốn đám luồng khí xoáy đồng thời chuẩn bị sẵn sàng bởi vì Hà Phượng Viện nói với hắn một khi ngưng tụ. Nhất định phải chú ý bộc phát ra năng lượng bốn đám luồng khí xoáy ngưng tụ cùng nhau. Oanh một hồi, chấn động đến mức thiên sáng đỉnh lô bắt đầu lay động mãnh liệt. Cũng may có lục đạo thần kính chấn áp cái kia cỗ năng lượng. Bằng không nhất định sẽ làm ra động tĩnh rất lớn đến, quá mạnh mẽ. Trầm tường vừa nãy rõ ràng đã thả ra sức mạnh mạnh nhất đi đã khống chế nhưng vẫn là xuất hiện tình huống này cũng may phong khả nhi đúng lúc ra tay phóng thích mạnh mẽ phong ấn đem trần áp xuống trôi đi một chút năng lượng nhưng không lo lắng lần sau chú ý là được trầm tường thở phào nhẹ nhõm cái này cũng là hắn luyện đan thời điểm mang tới phong khả nhi nguyên nhân luyện chế loại này năng lượng mạnh mẽ đan tuyệt không có thể ít đi phong khả nhi cái này đan đồng tụ hợp thành công Phong Khả Nhi nói, đúng, biến thành rất mạnh tinh thể. Trầm Tường thở ra một hơi, Sáng Đạo Thần Dược cũng là kỳ quái. Dung hợp sau đó không phải tinh thể mà là khí thể. Nhưng cũng có như thế năng lượng cuồng bạo, ngươi sai rồi, Sáng Đạo Thần Dược hòa tan sau đó xem ra như là khí. Nhưng kỳ thực là dược hồn. Hà Phượng Viện nói. Chương 3489, ngạo thế hóa thần đan dấu lớn những kia luồng khí xoáy rõ ràng đều là dược hồn trầm tường đúng là không nghĩ tới bởi vì nhìn qua rất muốn khí vụ dựa vào cao ngạo thế cuồng hồn liền ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ sáng đạo thần dược bị sau khi luyện hóa chính là dược hồn trầm tường cũng có thể tiếp thu đạt được chỉ là hắn không nghĩ tới dược hồn thì ra là như vậy dược hồn bị ngươi dùng hỏa diễm đốt cháy sau khi luyện hóa chính là như vậy hình thái người không cần cảm thấy kỳ quái hà phượng viện nói người hiện tại có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành người đón lấy muốn thành công ngưng đan có thể cần không ít thời gian trầm tường cảm thấy sử dụng dung hợp chú văn sẽ không có vấn đề gì ngoài ra hắn còn dự định sử dụng diễn sinh pháp cùng tăng cường chú văn điều này có thể để luyện chế ra đến đan phẩm chất càng cao hơn nếu như có thể lực cho phép hắn nhất định sẽ theo đuổi đan càng cao hơn phẩm chất diễn sinh pháp bắt đầu. Trầm tường quen thuộc đối cái kia tinh đoàn vận dụng diễn sinh pháp thế nhưng quá trình lại hết. Sức trầm chậm, chậm, hắn cảm thấy nhiều lắm cũng chỉ có thể dùng một lần diễn sinh pháp. Nếu là liên tục sử dụng, tiêu hao thời gian càng nhiều. Hơn nữa đến thời điểm dung hợp cũng không tiện ta. Hiện tại đã nắm giữ cấp 6 dung hợp chú văn. Hiệu quả tốt nhất dung hợp trạng thái chắc là chính là 6 cái. Trầm Tường quyết định để đại tinh đoàn diễn sinh ra năm cái tiểu tinh đoàn đến, diễn sinh đầy. Đủ dùng hắn hơn 10 ngày thời gian, cũng may hắn là tại lĩnh vực thời gian bên trong. Bằng không tiếp tục như vậy, hắn một năm này căn bản luyện chế không mất bao nhiêu thời. Gian, đón lấy là dung hợp, Trầm Tường ở một cái đại tinh đoàn lên. Cùng năm cái tiểu tinh đoàn bên trên ngưng khắc dung hợp chú văn, ngưng khắc xong xuôi sau đó tình đoàn bắt đầu tụ hợp cùng nhau, tiểu khả nhi, chờ một chút có thể sẽ có động tĩnh. Trầm tường nói, trước những kia dược hồn tụ hợp cùng nhau, liền tuôn ra rất mạnh uy lực đến. Cũng là phong khả nhi đúng lúc ra tay, năng lực vãn sóng to, biết ta thời khắc chú ý. Phong khả nhi nói, tinh đoàn tụ hợp độ rất nhanh, này ra ngoài trầm tường dự liệu. Lại rất nhanh sẽ dung hợp lại cùng nhau, cũng không có tuôn ra cái gì có thể lượng, kỳ. Thực ngươi cũng không cần lo lắng mấy cái muốn dược năng lượng lúc trước cũng đã hoàn mỹ dung hợp người dùng diễn sinh pháp chỉ là để cho diễn sinh ra đồng dạng năng lượng dược tinh thể vì lẽ đó dung hợp lại cùng nhau sẽ không có động tĩnh gì phong khả nhi nói trầm tường thở phào nhẹ nhõm cười nói xem ra hiện tại đã tiếp cận thành công sau đó trầm tường bắt đầu áp xúc cái kia to lớn dược tinh thể phải đem chi ép thành viên thuốc cái này cũng là một cái vô cùng gian khổ quá trình, cuối. Cùng ngưng đan thời điểm, ngươi có thể phải chú ý một ít. Hà Phượng Viện dặn dò, ta nghe ta phụ thân đã nói, đang luyện chế sáng đạo thần đan thời điểm. Rất nhiều đều là thất bại tại ngưng đan giai đoạn này, ô. Ta vẫn cảm thấy ngưng đan giai đoạn là an toàn nhất, tuy rằng có lúc sẽ khó một điểm. Nhưng hơn nửa sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trầm tường nói, này sáng đạo thần đan hà phượng viện nói người chú ý một điểm là được trầm tường liên thủ với phong khả nhi luyện đan phi thường hiểu ngầm hiện tại phong khả nhi liền thả ra một loại phong ấn lực lượng lại phối hợp trầm tường đi đem đoàn kia dược tinh thể dần dần ép tiểu tiến hành rồi sau ba ngày phong khả nhi đột nhiên kêu lên sợ hãi trầm tường cũng bị sợ đến sắc mặt bạch bởi vì đoàn kia bị ép nhỏ đi rất nhiều dược tinh thể đột nhiên mãnh liệt run lên không bị khống chế cũng không biết là cái gì gây nên bởi vì ở trong chứa năng lượng mạnh mẽ vì lẽ đó trầm tường cùng phong khả nhi đều thập phần lo lắng lại đột nhiên nổ tung mở ra lục đạo thần kính trận pháp trầm tường vội vàng hô phong khả nhi lập tức đi thôi thúc lục đạo thần kính trận pháp cùng lúc đó trầm tường ném vài hạt tinh hoàng tiến vào lục đạo thần kính bên trong để lục đạo thần kính hấp thu tinh hoàng năng lượng có thể làm cho thả ra ngoài trận pháp càng mạnh mẽ hơn, vừa nãy điên cuồng chấn động đại tinh. Đoàn tại Lục Đạo Thần Kính thả ra đại trận sau đó, liền lập tức bị chấn áp xuống, vừa. Nãy là năng lượng không ổn định gây ra đó. Phong Khả Nhi vừa nãy nhưng là sợ đến rất gấp, Hà Phượng Viện trước liền từng căn dặn bọn họ. Nhất định phải cẩn thận, hiện tại quả nhiên xảy ra vấn đề. Cũng may có thể đúng lúc khống chế lại bằng không hậu quả khó mà lường được, tinh đoàn vẫn như cũ rất lớn. Vẫn không có trở thành tiểu nhân viên thuốc, vì lẽ đó Trầm Tường chỉ có thể tiếp tục ép tiểu. Chỉ có như vậy hắn mới có thể được cao nhất phẩm chất. Ăn đi đối với hắn cũng sẽ có rất lớn công hiệu, sau đó hơn 10 ngày bên trong. Trầm Tường cùng Phong Khả Nhi mỗi ngày đều trải qua dược tinh đoàn không ổn định tình huống. Có mấy lần suýt chút nữa nổ tung trầm tường còn muốn ở tình huống như vậy ngừng khắc chín cái tăng cường chú văn đi vào có thể thấy được hiếm thấy lớn bao nhiêu mặc dù là rất nhiều kinh nghiệm phong phú lão luyện đan sư cũng không nhất định dám như thế đến cái này cũng là hà phượng viện phi thường xem trọng trầm tường nguyên nhân trầm tường đan thuật ở trong mắt hà phượng viện phi thường đáng sợ sáng đạo thần đan chính là không tốt luyện chế nha Trầm tường nhìn cái kia hạt đan đã ép tới rất nhỏ, nhưng vẫn như cũ không dám thư giãn. Trước trải qua hơn 10 lần không ổn định, vì lẽ đó hắn luyện chế loại này đan lốp Lúc nào cũng có thể sẽ duy trì cảnh giác, bằng không không để ý, thì có có thể sẽ bể mất thành. Công, trầm tường cuối cùng cũng coi như ép thành tiêu chuẩn viên thuốc to nhỏ. Hắn còn kiên trì chờ đợi một canh giờ, này hạt viên thuốc không có không ổn định tình huống hắn mới xác định thành công trầm tường từ thiên sáng đỉnh lô bên trong lấy ra một hạt trắng trói viên thuốc nhìn qua giường như đá quý màu trắng giống như vậy phi thường mỹ lệ đây không phải quy thần đan trầm tường cười nói phượng viện vẫn là ngươi tới lấy cái tên đi dù sao phương pháp luyện đan là ngươi hợp với đến ngạo thế hóa thần đan hà phượng viện nói ngươi nhanh đi cho ngươi những kia thiếu nữ đan linh ăn đi nhìn các nàng có thể hay không tiến hóa trầm Tường lập tức đem này hạt khổ cực luyện chế ra đến đan. Giao cho Giang Tư Lệ, Giang Tư Lệ tiếp nhận sau đó, không có ăn. Nàng liền phi thường khẳng định nói, loại này đan chúng ta mặc dù ăn nhiều hơn nữa, cũng không cách nào tiến hóa, tại sao? Ngươi làm sao như vậy khẳng định? Trầm Tường nói, muốn ngừng ra loại này đan, đã ra chúng ta tu vi phạm chủ. Này hạt đan ẩn chứa năng lượng, chúng ta hiện nay không cách nào hấp thu đến cái loại năng lượng này cũng khó có thể tái sinh giang tư lệ phi thường khẳng định được rồi xem ra ta chỉ có thể chậm rãi luyện chế trầm tường cảm thấy thiếu nữ đan linh lúc này tu vi có chút thấp vì lẽ đó cùng không ít các nàng mỗi ngày đều tại ngưng đan hoặc là ngưng tinh hoàng cũng không có cố gắng tăng lên quá tu vi của chính mình trầm tường để giang tư lệ đi tu luyện giang tư lệ tăng lên sau đó liền có thể cùng giang tư hoa tu luyện song sinh kỳ công tô mị giao thiếu nữ đan linh tô tiểu giao. Nhưng là cùng giang tư hoa ngưng tinh hoàng, tinh hoàng bây giờ đối với trầm tường tới nói vẫn. Như cũ có rất lớn tác dụng, chỉ có thể chính ta thử xem này hạt đan hiệu quả. Trầm tường nội tâm vô cùng chờ mong này hạt đan công hiệu, nếu là quy thần đan. Cần ăn 200 hạt mới có thể đột phá, trầm tường ăn ngạo thế hóa thần đan sau đó. Cái kia cỗ tuôn ra đến năng lượng, lập tức căng kín thân thể của hắn làm cho thân thể của hắn bắt đầu bành trướng mà hắn thần trên biển không? Chút xuống mà vào năng lượng dường như cửu thiên mà rơi đại thác nước này mênh mông năng lượng. Đột nhiên vọt tới, khiến cho trầm tường không ứng phó kịp. Hắn cuống quyết đi dẫn dắt nguồn năng lượng này, đi tới hắn hết thảy ngạo thế thánh hồn. mươi 3490, thần cảnh ngạo thế. Dấu lớn trầm tường không dự liệu được sẽ có như thế nhiều năng lượng này dù sao cũng là hắn lần đầu luyện chế sáng đạo thần đan hơn nữa còn vận dụng nhiều pháp môn đi luyện chế đặc biệt gia nhập dung hợp chú văn cùng tăng cường chú văn sau đó càng là có thể làm cho đan công bành trướng rất nhiều lần đây tuyệt đối không phải quy thần đan có thể sánh được trầm tường lúc này ổn định thần hải tình huống bên trong quy thần đan cũng chỉ là có thể tăng cường ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong thánh hồn mà thôi mà hắn vừa nãy ăn ngạo thế hóa thần đan nhưng có thể toàn phương diện tăng lên trầm tường cảm thấy loại này đan mặc dù hắn bước vào ngạo thế thần cảnh sau đó cũng nhất định sẽ có tác dụng hà phượng viện nghe xong trầm tường tỉ mỉ miêu tả công hiệu sau đó sâu sắc thỏa mãn bản thân nàng cũng vô cùng chờ mong mình có thể ăn loại này đan nguyên bản nàng dự định để trầm tường đem tinh hoàng luyện chế thành đan cho nàng hấp thu nhưng hiện tại xem ra không cần Nàng cảm thấy ăn ngạo Thế Hóa Thần Đan liền đầy đủ, hiện tại Trầm Tường muốn vội vã đột phá. Đi cứu sư phụ của hắn, vì lẽ đó Hà Phượng viện mặc dù rất muốn ăn, cũng sẽ không ở vào thời điểm này đi để Trầm Tường vì nàng luyện chế, ngày sau còn dài. Nàng hiện tại nhưng là khôn khéo hơn nhiều, Trầm Tường lĩnh vực thời gian vẫn như cũ yên lặng. Vận chuyển, nhất trọng lĩnh vực thời gian tiêu hao không lớn có thể tự mình hấp thu trầm tường trong cơ thể năng lượng vận chuyển trầm tường luyện hóa ngạo thế hóa thần đan năng lượng phải cần một khoảng thời gian hắn không sử dụng lĩnh vực thời gian sẽ rất lãng phí thời gian thời gian đối với trầm tường tới nói rất trọng yếu sau một tháng trầm tường cuối cùng cũng coi như luyện hóa cái kia hạt đan năng lượng lúc này thân thể của hắn lộ ra một tia nhàn nhạt đại ngạo thế trầm tường đã rõ ràng biết được ngạo thế là một loại như thế nào sức mạnh tiến vào giường như bị luyện hóa sáng đạo thần dược như thế là một loại hồn lực đây chính là ngạo thế nha trầm tường từ lòng bàn tay thả ra một tia ngạo thế đi ra dường như màu đỏ rực khí vụ trôi nổi tại lòng bàn tay của hắn bên trên xem ra vô cùng ôn nhu nhưng cũng ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ trầm tường đem ngạo thế thu hồi đi ra mật thất hắn tại lĩnh vực thời gian bên trong vượt qua hơn hai tháng mà bên ngoài cũng chỉ là đi qua hai ngày nhiều mà thôi phi thường tiết kiệm thời gian long hiên hiện tại chắc là tại học tập sáng đạo chú văn trầm tường hiện tại đã bước vào ngạo thế thần cảnh hơn nữa trong cơ thể hắn sáu thú hắn cũng coi như là nắm giữ không tầm thường thực lực thế nhưng muốn đối phó ngạo thế thần cảnh đỉnh phong vẫn là phi thường khó khăn trầm tường đi ra triển khai triển khai thân cốt đi tìm lăng dụng mua một chút dược liệu sau đó sẽ tiến vào trong mật thất đi luyện chế ngạo thế hóa thần đan lần này luyện chế so với trước rút ngắn một chút thời gian có thể trong vòng một tháng hoàn thành nhưng cũng chỉ có thể luyện chế một hạt mà thôi cũng may loại này đan công hiệu vô cùng mạnh mẽ một hạt đan liền có thể mang đến mênh mông năng lượng trầm tường đã bước vào ngạo thế thần cảnh hắn vận chuyển nhị trọng lĩnh vực thời gian đến luyện đan sẽ không có cái gì áp lực Hắn tại Lục Đạo Thần Kính bên trong luyện chế 30 hạt ngạo thế hóa thần đan sau đó. Dùng 30 tháng, bên ngoài cũng chỉ là một ngày, 30 hạt ngạo thế hóa thần đan. Trầm Tường nhìn những ngạo thế hóa thần đan đó, chính hắn ăn một hạt. Hắn muốn nhìn một chút loại này đan đối ngạo thế thần cảnh sơ kỳ có công hiệu gì, Trầm Tường ăn. Sau đó, luyện hóa cái kia cỗ năng lượng tốc độ so với trước nhanh hơn rất nhiều chỉ dùng 3 ngày liền hoàn thành, này chủ yếu là bởi vì hắn đột phá. Hơn nữa hắn khắp mọi mặt tăng cường, hấp thu năng lượng tốc độ rất nhanh, công. Hiệu yếu bớt không ít, trầm tường nhíu mày. Trước hắn còn tưởng rằng có thể ăn loại này đan bước vào ngạo thế thần cảnh trung kỳ. Nhưng hiện tại là không xong rồi. Bởi vì ít nhất phải ăn 100 hạt mới được mà hắn cự linh hoa cũng chỉ có 100 đóa trong thời gian ngắn không cách nào trồng trọt ra lượng lớn đến ngạo thế thần cảnh từ sơ kỳ bước vào trung kỳ này vốn là rất khó mặc dù là sư phụ của hắn tiêu tương lâm lúc trước cũng là nỗ lực thời gian rất lâu mới thành công tương nhi cùng lâm nhi hai nha đầu này rất sớm đã bước vào ngạo thế thần cảnh sơ kỳ nhưng cũng thật lâu không thể bước vào trung kỳ quên đi tăng lên là tăng lên nhưng không phải công hiệu vẫn là quá ít hơn nữa ta cũng không đủ cự linh hoa. Ta phải nghĩ biện pháp đi trồng trọt càng nhiều cự linh hoa mới được trầm. Tường biện pháp duy nhất chính là nghĩ biện pháp đi mua thời gian trận pháp đến sử dụng. Trước hắn mua lăng dụng, liền để hắn trồng ra 100 đóa đến, tô mị giao các nàng những cô gái. Này, lúc này cũng đều tại ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong. Thiếu nữ đan linh ngưng ra thừa thánh đan. Làm cho các nàng rất sớm đã bước vào ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong, mị giao tịch, các ngươi khoảng thời gian này trước hết ăn ngạo thế hóa thần đan đến tăng lên tu vi. Các ngươi trước tiên bước vào ngạo thế thần cảnh lại nói, trầm. Tường trong tay còn có 29 hạt ngạo thế hóa thần đan. Mà những cô gái kia tổng cộng cần cũng bất quá là chừng 10 hạt mà thôi, trầm tường để hà. Phượng viện tiến vào u giao sơn trang bên trong. Làm cho các nàng toàn bộ ở tại trong một gian phòng diện. Sau đó đối với các nàng sử dụng nhất trọng lĩnh vực thời gian các nàng ở bên trong một tháng liền có thể luyện hóa không có gì bất ngờ xảy ra liền có thể đột phá bởi vì nhiều người thời gian sử dụng lĩnh vực vì lẽ đó trầm tường tiêu hao khá lớn nhưng cũng không trở ngại hắn khắp nơi đi dạo trầm tường hiện tại cũng chỉ có thể đi tìm lăng dụng bởi vì tống long hiên lúc này bế quan học tập sáng đạo chú văn không thể cùng hắn khắp nơi đi dạo lão lăng người có thể hay không giúp ta tìm xem thời gian trận pháp như lần trước ngươi cho ta thử sử dụng cái kia như thế." Trầm Tường nói, hắn cần đại lượng cự linh hoa lại. "Nói, ngươi thời gian sử dụng trận pháp đến cùng làm gì?" Lăng Dụng vô cùng hiếu kỳ, trông chọt dược liệu, Trầm Tường nói, Trầm Tường đã bước vào ngạo thế thần cảnh. Lăng Dụng cũng cảm giác được, hắn suy đoán Trầm Tường là lần trước tiến vào thời gian trận pháp. Tu luyện mấy ngàn năm mới sẽ đột phá đến nhanh như vậy, Lăng Dụng lông mày nhảy một cái bởi vì hắn biết cự linh hoa trồng trọt quá trình cần thời gian rất lâu cũng chỉ có thể vận dụng thời gian trận pháp ta thiếu loại này nặng trăm cân hoa trầm tường nói bởi vì lăng dụng đã sớm biết hắn đang tìm kiếm cự linh hoa trầm huynh thành thật mà nói đi mặc dù ngươi có thể được loại này hoa có thể luyện ra loại này đan ngươi cũng không hề tác dụng bởi vì lăng ra là sẽ không bỏ qua cho ngươi lăng dụng lắc lắc đầu ngươi đây là khổ như thế chứ lăng dụng cho rằng trầm tường đang len lén, lén luyện chế lăng ra quy thần đan bởi vì quy thần đan cần cự linh hoa loại dược liệu này ngươi là nói quy thần đan sao trầm tường nói ta luyện chế không phải quy thần đan là mặt khác một loại đan nhưng là so quy thần đan tốt quá có thêm lão lăng ngươi nói nếu là ăn một hạt liền có thể từ ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong bước vào ngạo thế thần cảnh ngươi cảm thấy loại này đan hội là giá cả bao nhiêu nếu là lấy trước, Lăng Dụng khẳng định đối này không phản đối, cho rằng Trầm Tường là đang nói đùa. Thế nhưng hắn nhìn thấy Trầm Tường đầy mặt tự tin biểu hiện, cảm thấy Trầm Tường không phải tại nói hưu nói vượn ăn. Quy thần đan rất cần thời gian, có người ăn 200 hạt liền có thể đột phá. Có người thì cần muốn ăn 300 hạt hoặc là 400 hạt. Này cùng tư chất thiên phú cái gì không quan hệ. Ban đầu ta nhưng là ăn hơn 500 hạt mới thành công lăng dụng than thở hắn lúc trước nhưng là ăn rất nhiều năm mới đột phá hồi tưởng lại hắn đều đối tình huống lúc đó rất tuyệt vọng ăn nhiều như vậy khẳng định ăn thời gian rất lâu đi có loại này thời gian nói không chắc chính mình ngao đều có thể ngao đến đột phá trầm tường lắc đầu nở nụ cười không phải là à rất nhiều người đều ăn không lãng phí không ít tinh hoàng lăng dụng hồi tưởng lại cũng cảm thấy vô cùng đau lòng nếu như thật sự có ăn một lần liền đột phá đan vậy làm sao nói chí ít cũng đến hai ba hạt sáng đạo thánh thạch đi lăng dụng nói giá cả nhưng là phi thường bảo thủ này thậm chí còn có thể càng cao hơn chương ba nghìn bốn trăm chín mươi mốt quý giá thời gian dấu lớn trầm tường sáng đạo thánh thạch không bao nhiêu cái nếu là hắn có thể lấy được một nhóm sáng đạo thánh thạch hắn muốn thời gian trận pháp chẳng phải là dễ dàng có thêm đương nhiên hắn nếu là lượng lớn bán ra nhất định sẽ gây nên chú ý lão lăng chính ngươi ăn một hạt xem ngươi nên có thể cảm thụ được loại này đan uy lực trầm tường lấy ra một hạt ngạo thế hóa thần đan đưa cho lăng dụng tuy rằng này giá trị hai ba hạt sáng đạo thánh thạch nhưng vì để cho lăng dụng tin tưởng trầm tường không thèm đến xỉa nếu như lăng dụng có thể xác định loại này đan công hiệu hắn liền để lăng dụng giúp hắn bán ra đây là có thật không lăng dụng hô hấp có chút gấp gáp lên hắn không quá tin tưởng nhưng cũng đối trầm tường người này không dám hoài nghi lăng dụng nhận lấy ăn sau đó biến sắc mặt bởi vì cái kia cỗ đột nhiên tràn vào năng lượng thực sự là quá mức mênh mông tuy rằng hắn đã là ngạo thế thần cảnh trung kỳ nhưng cảm nhận được nguồn năng lượng này vẫn như cũ hãi hùng khiếp vía cũng chỉ có trung phẩm sáng đạo thần đan mới có có cái cảm giác này thế nhưng trung phẩm sáng đạo thần đan cũng không thấy nhiều thế nào trầm tường cười hắc hắc nói rất mạnh lăng dụng thấp giọng nói đây là dùng loại này hoa luyện chế ra đến sao trầm tường gật gật đầu đây chính là bí mật ngươi phân biệt khắp nơi nói lung tung lăng dụng phi thường rõ ràng trầm tường cho hắn thử ăn loại này đan chính là muốn cho hắn đi ra ngoài chào hàng, chuyện này với hắn chính mình có rất lớn lợi ích. Có thể so với hắn mỗi tháng chờ cái kia mấy hạt đáng thương quy thần đan tốt quá hơn nhiều, ba. Hạt sáng đạo thánh thạch không là vấn đề. Lăng dụng nói, ngươi, giúp ta bán đi 10 hạt ta cho ngươi hai hạt sáng đạo thánh thạch, làm sao? Trầm tường nói, không thành vấn đề. Lăng dụng đáp ứng phi thường thoải mái. Bởi vì chuyện này với hắn tới nói là phi thường chuyện dễ dàng vì để cho trầm tường tín nhiệm hắn, hắn vẫn cùng trầm tường ký kết huyết khế. Không đem chuyện này tiết lộ, hơn nữa quá trình giao dịch tuyệt đối không ẩn giấu trầm. Tường, sau đó, trầm tường phi thường yên tâm đem 10 hạt ngạo thế hóa thần đan giao cho lăng. Dụng, nếu là ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong ăn, khả năng cần thời gian một tháng mới có thể luyện hóa. Trầm tường nói, nói như vậy, loại này đan làm sao nói cũng đến trở nghiệm chứng quá công hiệu mới có thể được sáng đạo thánh thạch chứ người yên tâm quá trình rất nhanh loại này đan cũng chỉ có con em của đại gia tộc mới có thể mua được hơn nữa đều là trọng yếu con cháu mua vì lẽ đó bọn họ đều có thời gian trận pháp thời gian một tháng trận pháp vận chuyển lên cũng không cái gì tiêu hao lăng dụng nói người ở chỗ này chờ mấy ngày là được ta vậy thì đi tìm người mua lăng dụng loại này chuyên môn làm ăn con đường khẳng định rất rộng trầm tường cũng không cần lo lắng tuyền phỉ các nàng còn chưa có đi ra ngươi có hay không rất bí bách trầm tường hỏi không muộn nơi này có nhiều như vậy chơi vui bành tuyền phỉ tại u giao sơn trang bên trong họ nàng nữ tử đều ăn ngạo thế hóa thần đan bế quan tu luyện chỉ có giang tư hoa cùng giang tư cảnh không có đi bởi vì các nàng cũng có thể thông qua song sinh kỳ công đột phá trầm tường nhìn một chút hắn thần hải bên trong lượng lớn huyết ma sa, nói, tuyền phỉ, ngươi cùng tương nhi, lâm nhi. Ngươi có thể giúp ta chảo một ít huyết ma sa sao? Sau đó đem thả vào lục đạo thần kính bên trong một cái mật thất bên trong, trầm. Tường muốn dùng mấy cái huyết ma sa đi cho ăn A Hổ, A Hổ tuy rằng có thể ăn đan. Thế nhưng trầm tường cảm thấy A Hổ dung hợp huyết ma sa, thân thể sẽ càng mạnh hơn, không? Thành vấn đề, bành tuyền phỉ cũng muốn tìm một số chuyện làm nàng bởi vì được tổ mẫu chuyển vận năng lượng vì lẽ đó bước vào ngạo thế thần cảnh sơ kỳ không cần ăn đan sau đó tương nhi cùng lâm nhi còn có bành tiền phỉ ba nữ không ngừng mà chảo huyết ma sa sau đó tiến vào lục đạo thần kính bên trong để a hồ dung hợp trầm tường lúc này đã bước vào ngạo thế thần cảnh vì lẽ đó hắn cũng yên tâm để a hồ tăng lên a hồ cũng không phải trực tiếp ăn huyết ma sa mà là trực tiếp dùng hắn loại này đặc thù dung hợp lực lượng đem dung hợp hòa vào tốc độ rất nhanh hầu như là trong chốc lát liền có thể dung hợp một cái huyết ma xa lúc trước trầm tường bắt được rất nhiều huyết ma xa hắn cảm thấy chắc là đủ để a hồ bước vào ngạo thế thần cảnh một ngày đi qua u giao sơn trang bên trong nữ tử tại lĩnh vực thời gian bên trong cũng vượt qua một tháng ngoại trừ hà phượng viện các nàng toàn bộ thành công bước vào ngạo thế thần cảnh hiện tại trầm tường đối ngạo thế hóa thần đan càng thêm có lòng tin, phượng. Viện, người ăn nữa một hạt, trầm tường lại cho Hà Phượng viện một hạt. Hà Phượng viện trước thức ăn cái kia hạt cũng chỉ là có thể trùng kiến nàng hư hao thần hải. Hiện tại nàng đã khôi phục tu vi, là ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong, cho nên nàng cần ăn nữa một hạt, Hà Phượng viện cũng không ngờ. Tới, mình có thể như vậy nhanh liền khôi phục tu vi, đồng thời bước vào ngạo thế thần cảnh nàng ngẫm lại cũng hết sức kích động. Nàng cảm thấy nếu là còn tại ngạo thế hồn hà tầng thứ năm, còn ở cái kia thiên ngạo đế trong cung, nàng khẳng định không biết cái gì năm nào tháng nào mới có thể bước vào ngạo thế thần. Cảnh trầm tường tại lăng ra nhà lớn lăng dụng bên trong phòng khách ở lại, sững sờ hai ngày. Hiện tại Hà Phượng Viện cũng bước vào ngạo thế thần cảnh, trở nên càng thêm tự tin. Hơn nữa nàng cũng đáp ứng trầm tường sẽ tiếp tục liên thủ với trầm tường luyện đan này ngạo thế hóa thần đan phương pháp luyện đan chính là hà phượng viện hợp với đến hơn nữa phi thường thành công liền bản thân nàng đều phi thường thỏa mãn lăng dụng trở về hắn mặt tươi cười thế nào rồi trầm tường vội vàng hỏi phi thường thuận lợi những kia người mua phi thường hài lòng lăng dụng cười nói ta để người mua đừng tiết lộ chuyện này bọn họ đều đồng ý Đồng thời ký kết huyết khế, như vậy cũng tốt, nếu là tiết lộ ra ngoài. Đối với ngươi ta đều bất lợi. Trầm Tường gật gật đầu, những kia người mua, đột nhiên liền để gia tộc mình thiên tài con cháu bước vào ngạo thế thần cảnh. Này đủ bọn họ thổi rất nhiều năm. Vì lẽ đó bọn họ trước đều phi thường tình nguyện thử nghiệm 10 hạt đan. Mỗi hạt bán đến sáng đạo thánh thạch 3 hạt, tổng cộng chính là 30 hạt sáng đạo thánh thạch. Trầm tường nguyên bản đáp ứng cho lăng dụng hai hạt nhưng hiện tại hắn cho lăng dụng 3 hạt. Ngược lại mình còn có 27 hạt sáng đạo thánh thạch đối với lăng dụng loại tu vi này. Tới nói cũng coi như là phi thường đắt giá nếu là không có cơ hội như thế. Hắn cũng không biết phải bao lâu mới có thể cho tới mặc dù là bán ra thời gian trận pháp. Cũng không phải lúc nào cũng có người đến mua mà dựa vào bán dược liệu bán quy thần đan chỉ có thể kiếm lấy đến vi thiếu lợi nhuận, hắn lúc này đã hồi hộp ta. Hiện tại có như thế làm sáng đạo thánh thạch, có thể khiến người ta giúp ta làm một cái thời gian trận pháp sao? Trầm Tường hỏi, giống ta lần trước sử dụng cái kia. Không cần quá dài thời gian, một ngày có thể biến hóa 100 năm liền được rồi. Là trận bàn tốt nhất, Trầm Tường lần trước đi vào thời điểm. Cũng dùng Lục đạo thần kính đi phục chế, thế nhưng chưa thành công cũng không phải là không thể, mà là cần thời gian rất dài. Bởi vì thời gian trận pháp vận dụng lượng lớn sáng đạo chú văn. Ít nhất phải thời gian mấy tháng mới có thể phục chế hạ xuống. Khi đó hắn chỉ có 10 ngày thời gian, ta, tổng cộng có thể lấy ra 30 hạt sáng đạo thánh thạch. Trầm tường lại bổ sung, ta, có thể giúp người đi hỏi thăm một chút, nói chung chúng ta lăng ra không có bán. Những gia tộc khác khẳng định có. Thế nhưng ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, thời gian trận pháp nhưng là phi thường đắt giá. Hơn nữa còn là trận bàn hình thức, nói không chắc 30 sáng đạo thánh thạch không đủ. Lăng Dụng nói, chương 3492, sáng đạo Mộc Sơn. Dấu lớn vì thời gian, trầm tường cảm thấy nhiều trả giá một điểm sáng đạo thánh thạch cũng không có. Gì, hừm, ngươi trước tiên đi hỏi một chút ta trở lại luyện đan trầm tường nói nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình kiếm được không ít sáng đạo thánh thạch nhưng nếu là muốn dùng tới mua thời gian trận bàn căn bản không đủ trở lại trong khách sạn trầm tường nhìn thấy tống long hiên gian phòng là không hắn đi vào vừa nhìn phát hiện tống long hiên lưu lại một tấm tờ giấy nói có chuyện quan trọng phải về gia tộc đi trầm tường đi tới trong mật thất thở dài một hơi thời gian của hắn lĩnh vực vẫn không thể đột phá trước sau chỉ có thể là tam trọng lĩnh vực thời gian, này đã là cực hạn. Nếu là hắn muốn đột phá, cũng chỉ có thể khống chế thời gian chú văn mới được, ở. Đây chắc là có số ít người có thể nắm giữ thời gian chú văn. Phong Khả Nhi nói, thời gian chú văn chính là tầng thứ bảy sáng đạo chú văn. Đó cũng không hiếu học nha, trầm tường cảm thấy mặc dù chính mình dụng hết toàn lực. Cũng không cách nào trong vòng một năm nắm giữ thời gian chú văn đối với hắn lại này không có sáng đạo chú văn thiên phú tới nói. Học tập sáng đạo chú văn là một cái tiến lên dần dần sự tình. Hắn chỉ có thể từng bước một đến ta, hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục luyện chế ngạo thế hóa thần đan. Trầm tường cự linh hoa tổng cộng chỉ có 100 đóa Hiện tại hắn đã luyện chế đi hơn 30 nơi. Này đối một ít quý giá sáng đạo thần đan khống chế được phi thường nghiêm ngặt hà phượng viện nói cái kia lăng dụng căn bản không dám nhắc tới cự linh hoa ba chữ này đúng nếu không là vừa vặn tuyền phỉ được cự linh hoa ta khả năng đến hiện tại đều không có manh mối trầm tường gật gật đầu hắn nguyên bản cũng dự định đi mua có thể làm cho ngạo thế thần cảnh nhanh chóng đột phá đan nhưng hắn nghĩ đến vấn đề này cảm thấy mặc dù biết phương pháp luyện đan không có dược liệu cũng khó có thể đi luyện chế từ ngạo thế hóa thần đan công hiệu đến xem có thể cho ngươi bước vào ngạo thế thần cảnh trung kỳ. Chỉ có điều cần luyện chế tương đối nhiều, cần đại lượng cự linh hoa. Hà Phượng Viện nói, hiện tại Mỹ cảnh tỉ muội hai người bọn họ đều bước vào ngạo thế thần cảnh. Thúc dược liệu tốc độ nhanh rất nhiều, trầm. Tường đúng là vừa nhớ tới đến, Mỹ cảnh tỉ muội các nàng sau khi đột phá. Trồng trọt dược liệu tốc độ sẽ nhanh hơn, đặc biệt giang tư Mỹ trước chính mình tại thời gian trong trận pháp ở lại, sững sờ 5.000 năm. Càng là học tập một chút sáng đạo chú văn, tăng cường chú văn đã học đủ. Dùng hợp chú tập 6 cái, hiện tại Giang Tư Cảnh đang cùng Giang Tư Mỹ tu luyện xong sinh ký. Công tu luyện xong sau đó, Giang Tư Cảnh liền có thể giống như Giang Tư Mỹ, trầm tường đối với. Các nàng sử dụng một cái nhị trọng thời gian trận pháp, sau đó đợi non nửa ngày các nàng liền hoàn thành, trầm tường để mỹ cảnh tỉ muội đi ra, sau đó cho một đóa cự linh hoa. Còn có ba loại khác dược liệu các nàng. Này đều là dùng để luyện chế ngạo thế hóa thần đan, phượng viện, ngươi cũng đi ra. Trầm tường cũng làm cho hà phượng viện từ u giao sơn trang bên trong đi ra. Nàng bây giờ không ở lục đạo thần kính, mà là tại u giao sơn trang bên trong. Cùng mỹ cảnh tỉ muội trồng chung một chỗ dược liệu, ngươi muốn làm gì? hà phượng viện nhìn thấy trầm tường rất là kích động dáng vẻ vô cùng nghi hoặc mỹ mỹ tư cảnh ta nhớ tới các ngươi trước có một loại năng lực chính là có thể làm cho vài loại dược liệu dung hợp lại cùng nhau trầm tường nói đây là mỹ cảnh tỉ muội trước đây tẻ nhạt thời điểm dằn vặt đi ra các nàng để vài loại hoa cỏ cây cối đặc tính kết hợp sau đó làm ra một loại đặc điểm rất nhiều dược liệu đến đúng thế Giang Tư Mỹ gật đầu nói, các ngươi thử một chút xem. Có thể hay không để cho này vài loại dược liệu hợp thành một loại. Trầm Tường đem Cự Linh hoa cùng ba loại phụ trợ dược liệu đẩy đi qua, Hà Phượng viện lúc này cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ, nàng cũng chỉ là có thể nhìn ra dược liệu cùng dược liệu hướng. Về dung hợp sau đó phản ứng, đúng là chưa từng có nghĩ tới để dược liệu cùng dược liệu kết hợp dựng dục ra tân chủng loại đến, Giang Tư Mỹ cùng Giang Tư Cảnh cũng không biết đang làm gì. Mi tâm đánh ra vài đạo quang, bắn vào những dược liệu kia bên trên, khả. Năng này cần một chút thời gian. Hơn nữa, chúng ta tự hồ có chút không tìm được những dược liệu này dược hồn. Giang Tư Cảnh nói, Phượng Viện, ngươi cùng các nàng liên hợp thử xem, nếu là thành công. Khả năng này sẽ làm ta luyện đan càng nhanh hơn hơn nữa cũng có thể gia nhập cái khác dược liệu đặc tính, tỉ như dễ dàng trồng trọt loại hình. Trầm tường nói, được. Hà Phượng Viện đối chuyện như vậy cảm thấy hứng thú vô cùng. Liền vội vàng gật đầu, các nàng ba người tiến vào U Giao Sơn Trang sau. Sau đó bắt đầu tiến hành, trầm tường nhưng là phóng thích lĩnh vực thời gian. Đi tiếp tục luyện chế ngạo thế hóa thần đan, sau một ngày. Hắn từ lĩnh vực thời gian bên trong đi ra, hắn đã luyện chế thành công ra 30 hạt sau đó trở về lăng dụng quầy hàng lăng dụng không ở nơi này đã qua hơn một tháng không biết sư phụ hiện tại thế nào rồi trầm tường hiện tại không hề có một điểm bên kia tin tức trong lòng vô cùng lo lắng trầm tường chờ non nửa ngày sau lăng dụng trở về có tin tức gì sao trầm tường hỏi không có thời gian trận pháp vốn là rất khó bố trí đều là trong tộc chú văn tông sư dùng rất nhiều năm mới hoàn thành mà thuận tiện mang theo thời gian trận bàn thì càng thêm khó luyện chế không có ai chịu nhượng lại mặc dù có giá cả cũng không phải ngươi có thể chịu đựng lăng dụng lắc lắc đầu trầm tường bất đắc dĩ thở dài hắn sử dụng tam trọng lĩnh vực thời gian cũng có thể nhưng nếu như có thời gian trận pháp liền không cần hắn lao lực hắn triển khai tam trọng lĩnh vực thời gian để giang tư mỹ cái này ngạo thế thần cảnh sử dụng đối với hắn tiêu hao vẫn là rất lớn thời gian của hắn lĩnh vực to lớn nhất khuyết điểm chính là tại trong lĩnh vực tu vi càng cao đối với hắn tiêu hao lại càng lớn vì lẽ đó hắn triển khai tam trọng lĩnh vực thời gian nhiều nhất cũng chỉ có thể đi vào một người thời gian trận bàn nhưng là luyện đan sư cùng luyện khí sư yêu nhất vì lẽ đó phi thường hy hữu đều bị thế lực lớn nắm giữ lăng dụng nói ta ngược lại thật ra nghe nói sáng đạo mộc trên núi có một cái cái gì luyện đan sư thi đấu nếu là thắng liền có thể thu được thời gian trận bàn khen thưởng trầm tường trong lòng hơi động vội vàng hỏi muốn làm sao mới tham ngộ thêm ta hiện tại còn không rõ ràng lắm người đúng là có thể đi sáng đạo mộc sơn lên hỏi thăm một chút lăng dụng nói sáng đạo mộc sơn ở nơi nào trầm tường bây giờ ngay ở một tòa sáng đạo trên núi này sáng đạo sơn liền vô cùng lớn lao ở trên mặt này có thể có không ít gia tộc tòa này chính là sáng đạo mộc sơn cái gọi là bên trên chính là càng cao hơn địa phương ta cũng không đi qua lăng dụng nói ta nghe trong tộc nguyên lão đã nói muốn đi đến chỗ đó chỉ ít cần thời gian một tháng trầm tường cảm giác mình không cần một tháng bởi vì hắn có a hồ a hồ cũng là hiểu được sử dụng lực lượng không gian được trầm tường đã quyết định muốn đi tới một khi hắn được tốt thời gian trận bàn hắn liền có thể tranh thủ đến rất nhiều thời gian có thể làm cho hắn càng thêm ổn định tăng lên trầm tường lập tức lên đường chuyển động thân thể hướng tòa này sáng đạo sơn càng chỗ cao chạy đi a hồ phi hành độ cao có hạn đến nhất định độ cao liền không cách nào đi tới chỉ có thể chạy trốn tại đường lên núi lên cũng may ngọn núi này vô cùng lớn lao. Lên núi cũng không phải quá đột ngột, A Hổ một bên chạy trốn, một bên qua lại không gian. Tốc độ phi thường nhanh, chỉ cần không phải gặp phải rất mạnh ra hòa. Căn bản là không có cách truy được với bọn họ, làm sao nhiều máu ma xa có thể không bạch này. Trầm tường nhìn thấy A Hổ thực lực tăng lên lớn như vậy, trong lòng rất là vui mừng. mươi 3493, Mộc Sơn Phái dấu lớn trầm tường trước gặp được một cái vân du ông lão cũng là từ nơi nào biết sáng đạo sơn sự tình đi tới sáng đạo sơn sau đó hắn còn phải biết mỗi tòa sáng đạo sơn đều là độc lập phái này sáng đạo mộc sơn liền gọi làm mộc sơn phái là tòa này sáng đạo sơn bên trong mạnh nhất cũng đối ngoại chiêu thu đệ tử chỉ có điều đối đệ tử yêu cầu phi thường hà khác có lúc có thiên phú đều không nhất định có thể vào nguyên bản một tháng lộ trình nhưng ở A Hổ chạy gấp bên dưới, cũng chỉ là 7-8 thiên liền đến. Trầm tường đã đi tới Mộc Sơn Phái bên ngoài thành thị, người ở chỗ này. Đại đa số đều là đến từ này cả tòa sáng đạo Mộc Sơn mỗi bên gia tộc lớn cùng Tông Môn. Bọn họ ở đây, cũng là vì trở thành Mộc Sơn Phái đệ tử, chỉ cần có một cái gia tộc có người ra. Nhập Mộc Sơn Phái, vậy thì là một cái phi thường quang vinh sự tình, trầm tường đi ở trên đường. Phát hiện nơi này cũng không có thiếu ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong. Ngạo thế thần cảnh cũng có, nhưng không có nhiều như vậy nơi. Này ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong, chắc là đều là đến từ chính trong gia tộc thiên tài con cháu chứ? Trầm Tường nhìn thấy vài người thiếu niên dáng dấp, tiến vào đều là ngạo thế thánh cảnh điên, nếu như ngươi ở đây bán ra ngạo thế hóa thần đan, nhất định có thể bán đến mức rất hòa. Hà Phượng viện nói, Trầm Tường hỏi thăm một chút rất nhanh sẽ biết được Mộc Sơn phái cái kia luyện đan thi đấu, thắng lợi cuối cùng già. Phần thưởng đúng là một cái thời gian trận ban. Một ngày biến thành 100 năm trận pháp đầy đối với trầm tường tới nói. Đã phi thường không sai rồi, hắn cũng biết mở ra loại trận pháp này. Khẳng định tiêu hao lượng lớn tinh hoàng, tham. Ra thi đấu lại muốn 10 cái sáng đạo thánh thạch, vẫn đúng là chính là hố nha. Trầm tường âm thầm bĩu môi, nếu như rất nhiều người tham gia như vậy mộc sơn phái tuyệt đối không thiệt thòi nếu như có một trăm người tham gia chỉ là thu sáng đạo thánh thạch thì có một ngàn hạt trầm tường đi tới mộc sơn phái cửa ở đây có một gian phòng nhỏ đi vào bên trong liền có thể báo danh phụ trách tiếp đón chính là một tên lão đầu hắn đánh giá một hồi trầm tường cũng không nói gì để trầm tường lấy ra mười hạt sáng đạo thánh thạch như vậy coi như báo danh thành công trầm tường lấy ra sáng đạo thánh thạch sau đó phải đến một khối ngọc bài, ông lão để hắn ở phía trên nhỏ máu. Điều này có thể chứng minh hắn là người dự thi thân phận số 25. Mới ngần ấy nhi người tham gia sao? Trầm tường nhìn một chút chính mình ngọc bài, hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng sẽ có thật nhiều người tham gia lần này xem như là hơn nhiều, trước đây càng thiếu. Ông lão bĩu môi, "Người trẻ tuổi, người có thể đừng tưởng rằng tham gia liền có thể thu được thưởng." mặc dù những luyện đan sư khác đều là ngớ ngẩn ngươi không có bản lãnh thật sự cũng không cách nào kiên trì đến cuối cùng ta biết trầm tường cũng chỉ là đến thử xem mà thôi lại quá ba ngày liền bắt đầu loại này thi đấu đều là một tháng một lần ông lão cười nói chỉ có điều lần này tiền ghi danh giảm thiểu thời gian trận bàn cũng là tốt nhất vì lẽ đó tham gia người sẽ khá nhiều lại là một tháng một lần trầm tường trước có thể chưa từng nghe nói trầm tường cầm ngọc bài ở đây tìm một gian khách sạn ngủ lại các ngươi tiến triển thế nào rồi trầm tường hỏi dò giang tư cảnh các nàng có thành quả tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn thành công nhưng cái phương pháp này có thể được giang tư mỹ nói cũng may có phượng viện hỗ trợ mới có thể có như thế tiến triển vậy thì tốt chúng ta có thể hay không bước vào ngạo thế thần cảnh trung kỳ liền xem loại này đan trầm tường tiến vào lĩnh vực thời gian bên trong. Hiện tại hắn học tập chính là dung hợp chú văn, hắn dự định nhân dịp ba ngày nay. Cố gắng học tập một chút, ba ngày đi qua, trầm tường từ lĩnh vực thời gian bên trong đi ra. Hắn học tập dung hợp chú văn chỉ có một chút tiến bộ. Hắn cảm thấy cũng nhanh có thể nắm giữ cái thứ bảy dung hợp chú văn, trầm tường trước bắt được. Dãy số bài là 25, hắn còn tưởng rằng mặt sau không người nào. Thế nhưng khi hắn tiến vào Mộc Sơn phái thời điểm, phát hiện cùng nhau xếp hàng người lại sai biệt không nhiều 200 người, thi đấu hội trường ở một cái rất lớn trong quảng trường, quảng trường bốn phía có thật nhiều cầu thang. Bên trên đều ngồi đầy người, phần lớn đều là Mộc Sơn phái đệ tử. Còn lại chính là đến cho dự thi người trợ uy lần. Này thực sự là hố chết cha, chúng ta báo danh sớm muốn 10 cái sáng đạo thánh thạch. Mà mặt sau báo danh lại chỉ cần 5 cái một cái trung niên ông lão thấp giọng mắng cũng không phải sao hơn nữa còn có mười mấy mộc sơn phái đệ tử tham gia chúng ta lần này hơn nửa không cái gì phần thắng này mộc sơn phái dĩ nhiên như vậy hắc đệ tử của bọn họ tham gia chúng ta khẳng định không bất kỳ phần thắng nào xem ra cuộc so tài này vốn là bọn họ mộc sơn phái đệ tử thi đấu chỉ có điều vì thuận tiện kiếm lời điểm sáng đạo thánh thạch chúng ta thực sự là một đám ngu xuẩn quá, tham lam, ham muốn hắn thời gian như vậy trận bàn, trầm. Tường nghe thấy mọi người oán giận âm thanh, trong lòng cũng có chút khó chịu. Chủ yếu là hắn báo danh dùng 10 cái sáng đạo thánh thạch mà mặt sau chỉ dùng 5 cái, này. Mộc Sơn Phái cũng thật là đủ hố. Trầm Tường không khỏi mở miệng nói, cảm, thấy hố, hiện tại là có thể lan. Một cái nam tử mặc áo xanh quát lạnh một tiếng, đây là Mộc Sơn Phái đệ tử bọn họ người đều xuyên như thế trang phục ngươi. Nếu để cho hồi ta mười cái sáng đạo thánh thạch ta lập tức liền đi. Trầm tường hừ một tiếng, hừ, ngươi đúng là nghĩ hay lắm. Nam tử mặc áo xanh kia cười gần, vì, lẽ đó các ngươi mộc sơn phái bẫy người còn không cho oán giận sao? Các ngươi này đám hắc tâm ra hòa, một ông già không nhìn nổi, cả giận nói, tất. Cả im miệng cho ta, các ngươi này đám tạp ngư các ngươi không phải là lòng tham mới tới tham gia thi đấu sao mộc sơn phái đệ tử tức giận mắng lên các người này đám tên đê tiện các ngươi nếu như sớm nói rõ ai sẽ tới tham gia một người trung niên cùng mộc sơn phái đệ tử mắng nhau lên các người này đám người yếu các ngươi chính là sợ chưa ta liền biết các ngươi đều là phế cha mộc sơn phái đệ tử vô cùng đắc ý châm biếm yên tĩnh một ông già trầm giọng nói, trầm tường bọn họ này đám đến dự thi người, lúc này cũng chỉ có thể đem tức giận kìm nén đến dự thi, có thể đều là hết sức ưu tú luyện đan sư, ngạo khí là có, vì lẽ đó bị hố sau đó, trong lòng đều phi thường không thoải mái, đúng là mộc sơn phái đệ tử. ở một bên dương dương tự đắc nhìn trầm tường bọn họ ta, biết đến dự thi lòng người bên trong dù sao cũng hơi lời oán hận xảy ra chuyện như vậy cũng không phải chúng ta muốn nhìn thấy chủ yếu là bởi vì một ít tình huống đặc thù thay đổi quy tắc vì bồi thường các ngươi chúng ta sẽ đem khen thưởng tăng lên ông lão kia lớn tiếng nói chỉ cần thu được số một không chỉ được thời gian trận bàn có có thể được một hạt sáng đạo thánh tinh sáng đạo thánh tinh nha mọi người nghe thấy sau đó trái tim đều đập bịch bịch bởi vì truyền thuyết một ngàn hạt sáng đạo thánh thạch mới có thể đổi đến một hạt sáng đạo thánh tinh còn chưa chắc chắn có người đồng ý đổi có thể thấy được sáng đạo thánh tinh là cỡ nào đắt giá bất quá là vẽ cái đại bính mà thôi có người thấp giọng hừ nói bởi vì mộc sơn phái đệ tử đều rất mạnh các vị cũng không cần lo lắng mộc sơn phái đệ tử đều là tuổi trẻ luyện đan sư các ngươi chắc là đều có thể nhìn ra bọn họ dự thi cũng chỉ là vì rèn luyện Ông lão kia nói, các vị tại tham gia luyện đan thời điểm tranh tài. Đều có thể không cần đem chuyện này để ở trong lòng, trầm. Tường quét một vòng đám kia mộc sơn phái đệ tử. Đúng là một đám trẻ tuổi nóng tính người trẻ tuổi, thế nhưng hắn cũng nhìn ra. Có mấy cái vô cùng trầm ổn. mươi 3494, Huyền Thạch Thần Đan. Dấu lớn bởi vì có sáng đạo thánh tinh làm vì là khen thưởng. Mọi người lúc này cũng hết giận không ít được, hiện tại là có thể bắt đầu thi đấu. Ông lão kia nói, hiện tại tiến hành vòng thứ nhất, ăn đan biện dược chính. Là ăn một hạt đan, sau đó phân rõ loại này đan là lấy cái gì dược liệu luyện chế. Ông lão kia phất phất tay, để người lấy ra rất nhiều rất lớn dương gỗ, ông lão mở ra một cái. Dương gỗ, nói, này trong dương gỗ tổng cộng có 30 loại dược liệu. Mà chờ một chút cho các ngươi ăn đan, cũng phải cần năm loại dược liệu luyện chế. Các ngươi chỉ cần phân biệt ra chỉ ít ba loại dược liệu, coi như thông qua vòng thứ nhất ông. Lão vung tay lên, chỉ thấy mặt sau xuất hiện hơn 170 cái gian phòng nhỏ các. Ngươi chờ một chút đều tại trong phòng nhỏ tiến hành lựa. Các ngươi chỉ cần dược liệu thả vào một cái hộp ngọc bên trong. Giao cho chúng ta ông lão kiểm nghiệm là được. Ông lão kia nói, các ngươi chỉ có một canh giờ thời gian hiện tại bắt đầu phát một hạt đan cho các ngươi dự thì đều chiếm được một hạt hạ phẩm sáng đạo thần đan trầm tường mang theo một cái dương lớn tiến vào trong phòng nhỏ này vòng thứ nhất nhất định có thể thông qua trầm tường cười nói bởi vì có hà phượng viện ở đây hà phượng viện mạnh nhất năng lực chính là ăn một hạt đan liền có thể biết này hạt đan lấy cái gì dược liệu luyện chế trầm tường cho hà phượng viện ăn cái kia hạt không biết tên hạ phẩm sáng đạo thần đan, Hà Phượng Viện ăn sau đó, quá hơn nửa giờ. Nói, cần 5 loại dược liệu, đều là trái cây. Tên là Huyền Thạch quả, xem ra như là tảng đá như thế. 5 loại không giống Huyền Thạch quả, công hiệu gần như thế nhưng dung hợp sau đó. Công hiệu nhưng có thể tăng cường hơn 10 lần. Này 5 loại Huyền Thạch quả chủ yếu phân chia chính là màu sắc. Bọn họ màu sắc đều là không giống, trầm tường lập tức ở cái kia trong cái dương lớn diện tìm kiếm. Bên trong chỉ có 30 loại dược liệu. Muốn ở bên trong tìm tới 5 cái tảng đá như thế trái cây. Chuyện này quả thật quá dễ dàng, thế nhưng, trầm tường tìm một cái, lại chỉ tìm tới ba cái, đúng. Rồi phượng viện, này hạt đan có tác dụng gì? Trầm tường hỏi, tác. Dụng chính là để cho mình bắp thịt đột nhiên trở nên kiên cố. Có thể có nhất định phòng ngự tác dụng, có thể kéo dài khoảng một canh giờ. Hà Phượng viện nói, bọn họ chỉ thả vào ba loại dược liệu đi vào. Hẳn là không muốn để cho người biết cụ thể phương pháp luyện đan cửa. Ải này đối với rất nhiều người đều rất khó, bởi vì bọn họ ăn một hạt đan. Biết này hạt đan tác dụng, cũng có thể cảm giác được một chút dược liệu đặc tính. Nhưng bọn họ nhưng cần căn cứ cái kia một điểm yếu ớt cảm giác. Từ 30 loại dược liệu bên trong phân tích ra cần cái nào vài loại. Này đối luyện đan sư đúng là một loại phi thường nghiêm khắc thử thách, trầm tường đem ba người. Kia tảng đá thả vào trong hộp ngọc, sau đó đi ra căn phòng nhỏ, lúc này hắn nhìn thấy, có không ít Mộc Sơn phái đệ tử cũng đã đi ra, mà cái khác đến dự thi người, cũng đi ra phần nhỏ, một canh giờ qua đi, mặc dù không có phân biệt ra được người, cũng đến đi ra, đến cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể đoán mò được. Hiện tại các ngươi mở ra hộp ngọc của các ngươi ông lão kia nói, mở hộp ngọc ra sau đó, trầm tường nhìn lướt qua những người khác. Để hắn có chút bất ngờ chính là, Mộc Sơn phái đệ tử, có hơn 10 là sai lầm. Mà cái khác trong hộp ngọc đều bày đặt ba cái tảng đá như thế huyền thạch quả mà ngoại lai dự. Thì người trong tổng cộng chỉ có hơn 30 người phân biệt ra được. Điều này cũng vô cùng không dễ dàng. Có thể thấy được bọn họ trình độ đều rất cao, hơn 100 người báo danh tới tham gia. Vòng thứ nhất cũng chỉ còn sót lại hơn 30 người. Mộc Sơn phái đệ tử cũng là đồng dạng còn lại hơn 30, những kia dùng sáng đạo thánh thạch. Báo danh dự thi mà đào thải người, lúc này hùng hùng hổ hổ rời đi. Bọn họ cũng không biện pháp gì, dù sao trình độ không đủ, được cũng không tệ. Các ngươi có thể phân biệt ra được lấy cái gì dược liệu luyện chế? Nói vậy các ngươi hẳn phải biết, luyện chế loại này đan còn khiếm khuyết hai loại dược liệu đi. Đúng, cái dương kia bên trong chúng ta không đặt cái khác hai cái huyền thạch quả." Ông lão kia nói, trầm tường cũng không biết người lão giả này đang giở trò quỷ gì. Bất quá cuộc thi đấu này quy tắc vẫn tương đối công bằng. Bởi vì Mộc Sơn phái đệ tử cũng không biết mà. Tiếp đó, chúng ta sẽ cho các ngươi còn lại huyền thạch quả. Để cho các ngươi đem luyện chế thành đan. Phẩm chất cao nhất 30 người sẽ không bị đào thải. Ông lão nói, mấy người đi tới, ở cái kia trong hộp ngọc thả vào hai cái huyền thạch quả. Hiện tại trong hộp ngọc năm cái huyền thạch quả đều là màu sắc khác nhau, trầm tường cẩn thận. Nhìn một chút, vừa thả vào tiến vào hai cái huyền thạch quả có rất lớn vấn đề các. Người đón lấy sẽ tiến vào một cái thời gian trong trận pháp đồng thời luyện đan. Các ngươi chỉ có thời gian một tháng. Ông lão kia nói, trong quảng trường, xuất hiện một cái thời gian trận bàn trở nên vô cùng to lớn, hơn 70 cái dự thi người đi tới cũng sẽ không chen chúc thời. Gian trong trận pháp một tháng, bên ngoài chỉ là một canh giờ, hiện tại bắt đầu đi. Ông lão âm thanh hạ xuống, thời gian trận pháp mở ra, không gian trận pháp bao phủ khu vực. Có một cái sóng gợn vặn vẹo vòng bảo vệ, bên trong thời gian cùng bên ngoài không giống. Từ bên ngoài cũng không nhìn thấy bên trong đang làm gì, những kia đến dự thi ra hỏa thực sự là không tự lượng sức. Bọn họ khẳng định không biết chúng ta Mộc Sơn phái trong các đệ tử. Có mấy cái đều là đại tông sư đồ đệ, sáng. Đạo Thánh Tinh cùng thời gian trận bàn, cuối cùng vẫn là chúng ta Mộc Sơn phái đệ tử bọn. Họ có thể vượt qua cửa thứ nhất, vẫn có chút bản lĩnh, vậy thì thế nào? Đón lấy cửa ải này, bọn họ nhất định không cách nào vượt qua, vừa nãy chúng ta đều nhìn thấy. Mặt sau cho cái kia hai cái huyền thạch quả, đều là phẩm chất rất kém cỏi cũng chỉ có chúng ta mộc sơn phái sáng mộc thần công mới có thể làm cho những dược liệu kia phẩm chất tăng lên trầm tường tại thời gian trong trận pháp nghe thấy mấy cái mộc sơn phái đệ tử trẻ tuổi thấp giọng nghị luận trong lòng hắn âm thầm nổi giận trước hắn còn cảm thấy mộc sơn phái khá là công bằng hiện tại hắn biết rồi đó chỉ là cố ý làm được mộc sơn phái vẫn là rất đen bằng không cũng sẽ không làm chuyện lúc trước đến lâm thời nên quy tắc để nhiều như vậy mộc sơn phái đệ tử tham gia ta nhất định phải thắng đám người kia trầm tường thầm nói bọn họ cái gì sáng mộc thần công nghe tới rất tốt chắc là đối chồng trọt dược liệu có trợ giúp rất lớn không biết có thể hay không cho tới cho mỹ cảnh tỉ muội các nàng sử dụng trầm tường cẩn thận kiểm tra cái kia hai cái huyền thạch quả nhìn từ bề ngoài màu sắc tươi đẹp thế nhưng bên trong ẩn chứa sinh khí cũng rất ít bị người dùng một loại đặc thù thủ pháp đánh quang bên trong năng lượng. Làm cho này hai loại dược liệu phẩm chất giảm xuống rất nhiều, Mỹ. Mỹ, các ngươi lập tức đình chỉ. Trầm tường đối giang tư cảnh các nàng nói. Sau đó đưa vào này cái kia hai cái huyền thạch quả cho các nàng. Lại đối với các nàng triển khai lĩnh vực thời gian. Làm cho các nàng khôi phục hai người này huyền thạch quả nguyên lai phẩm chất đầy đối với Mỹ. Cảnh tỉ muội tới nói chính là việc nhỏ như con thỏ trầm tường dùng nhị trọng lĩnh vực thời gian tiến hành. Các nàng chỉ dùng thời gian một ngày liền hoàn thành. Tiếp theo sau đó bồi dưỡng cự linh hoa, có hoàn hảo huyền thạch quả sau đó. Trầm tường bắt đầu tiến hành luyện chế, năm cái huyền thạch quả vẫn tương đối tốt luyện chế. Bởi vì bọn họ bản thân liền là cùng đồng dạng đặc tính, sẽ không có bài xích. Dùng dung hợp chú văn lập tức liền có thể dung hợp được. Trường 3495, kinh người cao nhất phẩm chất dấu lớn huyền thạch thần đan đối với trầm tường tới nói vẫn tương đối tốt luyện chế so với hắn trước luyện chế ngạo thế hóa thần đan dễ dàng hơn nhiều hắn luyện chế ngạo thế hóa thần đan thời điểm nếu là không có phong khả nhi hỗ trợ căn bản là không có cách thuận lợi hoàn thành ngươi muốn dùng diễn sinh pháp luyện chế sao phong khả nhi hỏi đương nhiên muốn này vì tăng lên càng cao hơn phẩm chất ta cảm giác được lần tranh tài này mộc sơn phái khẳng định nghiêm trọng dối trá nếu như ta không toàn lực ứng phó, nói không chắc không cách nào kiên trì đến cuối cùng. Ta cũng không thể thiệt thòi đi cái kia 10 cái sáng đạo thánh thạch trầm. Tường lúc ghi tên có thể dùng 10 cái sáng đạo thánh thạch. Hắn vẫn tương đối đau lòng mấy cái sáng đạo thánh thạch huyền thạch quả hòa tan sau đó. Biến thành dược hồn, mấy cái dược hồn dung hợp khắp nơi đồng thời. Ngưng tụ thành một khối tinh thể. Lúc này cũng chỉ là đi qua 5 ngày mà thôi muốn so với hắn luyện chế ngạo thế hóa thần đan thời điểm nhanh không ít sau đó hắn bắt đầu triển khai diễn sinh pháp diễn sinh ra năm cái tiểu nhân tinh đoàn sau đó ở phía trên khắc vào dung hợp chú văn tiến hành dung hợp dung hợp quá trình phi thường thuận lợi đón lấy bắt đầu ép tiểu đè xuống quá trình trầm tường để phong khả nhi hỗ trợ điều này có thể càng nhanh hơn càng thêm ổn định tham gia thi đấu người tại thời gian trong Trận pháp đã tiến hành rồi 15 ngày. Trầm Tường cũng không biết những người khác tiến độ như thế nào. Nói chung hắn hiện tại đã sắp muốn ngưng đan thành công. Hắn đã bắt đầu ngưng khắc tăng cường chú văn đi vào cũng. Không biết Mộc Sơn phái đệ tử là làm sao luyện chế cao phẩm chất đan đến. Trầm Tường hiện tại chính là lo lắng Mộc Sơn phái đến thời điểm sẽ từ bên trong làm khó. Dễ, ngưng khắc xong tăng cường chú văn, Trầm Tường đi ra thời gian trận pháp hắn phát hiện đã có không ít mộc sơn phái đệ tử đi ra ở tại bọn hắn phía trước đều bày đặt một cái hộp ngọc mở ra hộp ngọc bên trong chính là một hạt huyền thạch thần đan trầm tường cẩn thận quan sát một hồi bọn họ huyền thạch thần đan đều là vừa ra lò điều này có thể rất dễ dàng nhìn ra hơn nữa toàn thể phẩm chất cũng không tệ mà ngoại lai tham gia người bọn họ phẩm chất cũng được từ mặt ngoài không cách nào phân biệt ra được nhưng trầm tường biết có hai cái huyền thạch quả là bị động qua tay chân nếu không thể xử lý tốt cái kia hai cái huyền thạch quả luyện chế ra đến huyền thạch thần đan liền khó có thể ngang hàng mộc sơn phái đệ tử luyện chế bởi vì mộc sơn phái đệ tử có một loại có thể luyện chế tăng lên dược liệu phẩm chất thần công hiện tại bắt đầu kiểm tra phẩm chất một ông già hô cầm một cái dụng cụ đi tới từng cái kiểm tra, đầu tiên bắt đầu kiểm tra chính là Mộc Sơn phái đệ tử, 300 phẩm chất. Không tồi không tồi, 320, 310, 330, ông. Lão kia một bên kiểm tra, một bên báo ra trị số, hắn cái kia kiểm tra dụng cụ hiển hiện con số. Mọi người cũng đều có thể nhìn thấy, Mộc Sơn phái đệ tử. Cao nhất phẩm chất có thể đạt tới 307, trên căn bản đều là quá 300. Điều này làm cho những kia ngoại lai tham gia người cảm thấy rất lớn áp lực, bọn Họ phẩm chất làm sao sẽ cao như vậy? Này rõ ràng không thể nha, đúng. Nha ta dùng chính mình dụng cụ kiểm tra một hồi cũng chỉ là hơn 200 mà thôi, lẽ nào bọn họ huyền thạch quả đều là tốt ngược? Lại ta luyện chế thời điểm, cái kia hai cái huyền thạch quả nhưng là kéo thấp rất nhiều phẩm. Chất nha, nếu là cái kia hai cái huyền thạch quả đều là tốt của ta phẩm chất cũng có thể có hơn 300 tham. Già thi đấu người ngoại lai dồn dập thấp giọng nghị luận, trong lòng rất là không phục. Điều này làm cho Mộc Sơn phái đệ tử rào rạt đắc ý, bởi vì bọn họ có thể kết luận, lần này ngoại lai mới thêm người, nhất định phải toàn bộ bị đào thải đến phiên trầm tường 630. Ông lão kia không thể tin được hô trầm tường đối với chính mình luyện chế đan cái kia là tràn đầy tự tin, dù sao dùng cửu giai tăng cường chú văn, mộc sơn phái đệ tử nghe. Thấy sau đó, mỗi một người đều đầy mặt vẻ không tin, trưởng lão, làm sao có khả năng? Có phải là ngươi dụng cụ gặp sự cố chính? Là, nhìn dáng vẻ của hắn, chính là một cái tiểu tử nghèo. Làm sao có khả năng luyện chế ra như thế cao phẩm chất đến, nhất? Định là nơi nào gặp sự cố, mộc sơn phái đệ tử dồn dập hô. Một cái xem ra như vậy thấp kém tiểu tử, lại so với bọn họ lợi hại nhiều như vậy. Bọn họ không thể nào tiếp thu được những kia ngoại lai dự thi người. Lúc này đối Trầm Tường đều nhìn với cặp mắt khác xưa tuyệt. Đối không giả của ta dụng cụ sẽ không có vấn đề. Này hạt đan phẩm chất sở dĩ cao như vậy, chủ yếu là bên trong có 9 cái tăng cường chú văn. Ông lão kia nhìn kỹ một chút Trầm Tường luyện chế Huyền Thạch thần đan thán phục một tiếng quan sát thi đấu người nghe được sau đó dồn dập thán phục lên lại tại luyện đan thời điểm ngưng khắc chín cái tăng cường chú văn đi vào tăng cường chú văn ở chỗ này cũng không phải ai đều có thể có cơ hội học đủ mặc dù có cơ hội cũng không dễ như vậy nắm giữ mộc sơn phái đệ tử mỗi một người đều câm miệng bởi vì mặc dù là trong bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là nắm giữ ba cái tăng cường chú văn mà Thôi, kém xa Trầm Tường, bọn họ chỉ có thể ở trong lòng đố kỵ số 25, ngươi tên là gì?" Người trưởng lão kia hỏi, Trầm Tường. Ngoại Lai dự thi đệ tử cũng không cần nói tên, lúc ghi tên cũng chỉ là lĩnh một khối có số thứ tự nhãn hiệu mà thôi. Trầm Tường chính là số 25, ông lão kia gật gật đầu, có thiên phú đệ tử. Bọn họ Mộc Sơn phái là phi thường hoan nghênh, sau đó bắt đầu đo lường ngoại lai dự thi người. Phẩm chất bọn họ luyện chế đan cao nhất cũng chỉ là 220 nhưng cũng tương đối khá. Bởi vì bọn họ không có cách nào để cái kia hai cái huyền thạch quả phẩm chất tăng cao. Bất quá cùng Mộc Sơn phái đệ tử phẩm chất xê xích không nhiều nếu như đều là dùng đồng dạng tốt. Phẩm chất huyền thạch quả nói không chắc Mộc Sơn phái đệ tử cũng bị đào thải rất nhiều cuối. Cùng phẩm chất kiểm tra xong chỉ có trầm tường cái này ngoại lai người có thể lưu lại. Cái khác toàn bộ đào thải, Mộc Sơn phái đệ tử cũng bị đào thải mấy cái, hiện tại chỉ còn dư lại 30 người, trong đó 29 cái đều là Mộc Sơn phái đệ tử. Chỉ có Trầm Tường một cái là ngoại lai, nơi này luyện đan sư toàn thể trình độ đều rất tốt. Trầm Tường thầm nghĩ, tuy rằng những kia đều bị đào thải, nhưng đều là có bản lãnh thật sự. Vừa nhìn liền biết là một phương trong thế lực diện trụ cột chỉ có điều gặp phải Mộc Sơn phái loại này quái vật khổng lồ, bọn họ cũng không thể nói gì đó. Nhiều lắm cũng chỉ là oán giận vài câu, dự thi Mộc Sơn phái đệ tử. Trong lòng đều rất không thoải mái. Bởi vì cuối cùng lưu lại dĩ nhiên không hoàn toàn là bọn họ Mộc Sơn phái đệ tử. Còn có một người ngoài, hơn nữa thực lực rất mạnh, đón. Lấy vòng thứ ba, các ngươi muốn luyện chế 10 hạt đồng dạng đan, sau đó hiện trường bán ra trong thời gian nhất định bán đến nhiều nhất sáng đạo thánh thạch tác là nhất chung người tháng ông lão kia bắt đầu tuyên bố một vòng cuối cùng quy tắc tuy rằng trầm tường thực lực rất mạnh thế nhưng mộc sơn phái đệ tử cho rằng trầm tường không nhất định có thể tại này một vòng thắng lợi bởi vì bọn họ mộc sơn phái đan càng thêm hấp dẫn người dừa theo một hạt đan thời gian một tháng ta cho các ngươi mười tháng đương nhiên là tại thời gian trong trận pháp Ông lão cười nói, chúng ta ở bên ngoài không cần chờ bao lâu. Liền có thể nhìn thấy các ngươi thành quả. mươi 3496, thần đan đua tiếng. Dấu lớn trầm tường cảm thấy này luân độ khó cũng không lớn. Nhưng hắn chính là lo lắng Mộc Sơn Phái sẽ dối trá, dù sao có người ngoài thắng. Mộc Sơn Phái nhưng là phải đưa ra một cái thời gian trận bàn cùng một hạt sáng đạo thánh, tinh xin hỏi muốn làm sao mới có thể xác định đến thời điểm đan đều là chính mình luyện chế đây trầm tường hỏi nếu là có mấy người cầm chính mình trưởng bối luyện chế đan đi ra bán ra vậy bọn họ chẳng phải là thắng định bốn phía người quan sát đều dồn dập gật đầu bọn họ đại đa số đều là ngoại lai tuy rằng bọn họ người đều thua nhưng ở chàng còn có trầm tường một cái ngoại lai hơn nữa thực lực không sai bọn họ đều hy vọng trầm tường có thể thu được số một này sẽ làm bọn họ thoải mái một ít ngươi có ý gì ngươi lẽ nào cho là chúng ta mộc sơn phái sẽ dối trá sao một tên mộc sơn phái đệ tử đối trầm tường tức giận nói đang luyện chế huyền thạch thần đan thời điểm các ngươi sau đó cho hai cái huyền thạch quả đều là phẩm chất thấp kém mà các ngươi mộc sơn phái thần công có thể làm cho dược liệu tăng lên phẩm chất hơn nữa các ngươi trước đột nhiên để mộc sơn phái đệ tử gia nhập vì lẽ đó tại cuối cùng này một vòng ta không có chút nào yên tâm trầm tường không thèm nhìn đôi kia hắn kêu gào mộc sơn phái đệ tử để đệ tử kia rất tức giận bởi vì có thể trở thành là mộc sơn phái đệ tử nhưng là phi thường quang vinh sự tính nhưng cũng không bị trầm tường nhìn thẳng nhìn một chút vừa nãy dự thi đào thải luyện đan sư nghe thấy trầm tường lời nói này đều không khỏi thấp giọng mắng lên lâm thời xử lý dược liệu tăng lên dược liệu phẩm chất đây là đối luyện đan sư một cái thử thách ta cho rằng này không có gì một ông già nói ngươi nếu không yên lòng cửa ải cuối cùng này vậy ngươi nói phải làm sao mới tốt tự nhiên là một cái huyết hệ cửa ải cuối cùng đan không phải tại dự thi lúc luyện chế ra đến đều phải bị huyết hệ phản phệ trầm tường nói đây là chuyện rất đơn giản tình được như ngươi mong muốn ông lão kia đáp ứng trầm tường yêu cầu này vốn là chuyện rất đơn giản tình nếu là hắn không đáp ứng khẳng định không thể phục chúng sau đó trầm tường cùng mộc sơn phái đệ tử từng cái huyết thệ như vậy mới để rất nhiều người tiếng mắng yếu bớt bởi vì trước luyện chế huyền thạch thần đan sự tình liền để rất nhiều bị đào thải luyện đan sư không phục vòng thứ ba thi đấu bắt đầu trầm tường cùng mộc sơn phái đệ tử tiến vào một cái thời gian trong trận pháp bắt đầu luyện đan, ông lão kia nói, vòng thứ ba người thắng, cần mọi người phán xét. Điều này có thể kết quả càng thêm công bằng, ở... Đây có không ít quan sát thế lực bá chủ, bọn họ đều âm thầm dự định, đến lúc đó có thể. Bọn họ nhất định sẽ làm cho trầm tường thắng lợi, các. Người nếu là muốn tham gia vòng thứ ba phán xét, trước tiên đến chuẩn bị 10 cái sáng đạo thánh thạch, hoặc là càng nhiều ông lão nói bởi vì đến thời điểm các ngươi muốn mua đi bọn họ vừa luyện chế ra đến đan vì lẽ đó mọi người nếu là trợ giúp một người trong đó người thắng lợi cần phải hiểu rõ các ngươi mua về đan có tác dụng hay không mới vừa rồi còn nghĩ phải giúp trầm tường người hiện tại đã rút lui có trật tự nếu là thoại rất nhiều sáng đạo thánh thạch mua về một ít vô dụng vậy cũng là một bút tổn thất nha được đón lấy mọi người bắt đầu báo danh nếu là đến thời điểm không có các ngươi thỏa mãn đan, các ngươi cũng không cần mua. Ông lão nói, vòng thứ ba phán xét kết quả chính là xem ai đan bán nhiều lắm, mà nơi này người. Mặc dù đối với Mộc Sơn Phái có lời oán hận, nhưng đến thời điểm có thể mua được không sai sáng đạo thần đan. Bọn họ vẫn là phi thường tình nguyện đến. Thời điểm, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể hoa 10 cái sáng đạo thánh thạch. Đây là vì phòng ngừa dối trá, trong các ngươi cũng không có chúng ta Mộc Sơn phái người. Vì lẽ đó mọi người có thể yên tâm, này nhất định sẽ rất công bằng. Ông lão cười nói, các vị nói vậy đều chắc là hy vọng có thể mua được lợi ích thực tế hữu dụng. Đan, đến lúc đó các ngươi ra tay có thể phải nhanh một chút báo. Danh tham gia mua đan, tổng cộng có 50 người mà thôi, đều là một phương thế lực bá chủ bọn họ có thể cầm được ra 10 cái sáng đạo thánh thạch mua đan, chuyện này ý nghĩa là. Đến thời điểm 30 dự thi người trong, sẽ có thật nhiều là bán không được trầm tường tại thời gian trong trận pháp luyện chế đương. nhiên là ngạo thế hóa thần đan, hắn vừa nãy liền quan sát được. Hiện trường quan sát thi đấu thế lực bá chủ, đều mang theo một ít ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong người trẻ tuổi đến tham gia. Trò vui mà ngạo thế hóa thần đan đối với bọn họ tới nói có rất lớn tác dụng. Có thể rút ngắn rất nhiều thời gian để bọn họ bước vào ngạo thế thần cảnh, trầm tường trước. Liện chế quá không ít ngạo thế hóa thần đan. Liện chế 10 hạt đối với hắn mà nói không có áp lực gì, thời gian 10 tháng đi qua. Hắn cùng cái khác Mộc Sơn phái đệ tử đều từ thời gian trong trận pháp đi ra, được. Ở đây 50 vị bằng hữu chính là người mua các ngươi muốn hướng về bọn họ chào hàng chính mình đan, giá cả chính các ngươi định. Ông lão kia hô, cứ dựa theo các ngươi đi ra tấn tự, lần lượt chào hàng chính mình đan đi, mộc. Sơn phái một tên nam tử vội vàng hô, của ta đan tên là thanh mộc tụ linh thần đan, ăn sau đó. Có thể làm cho ngạo thế thần cảnh trung kỳ người tại uể oải thời điểm. Lập tức khôi phục tinh thần, chỉ cần năm cái sáng đạo thánh thạch trong. Lòng mọi người âm thầm nghĩ, loại này phá đan cũng phải năm cái sáng đạo thánh thạch. Người làm sao không đi cướp cái kia 50 người mua thờ ơ không động lòng? Bởi vì loại này đan đối với bọn họ tới nói không có gì lớn tác dụng ba. Cái sáng đạo thánh thạch, nam tử kia cuống lên, lại hô trong lòng thầm mắng sư phụ của hắn. Dạy hắn luyện chế loại này vô dụng đan, 50 người mua vẫn không có ai có ý nghĩ thậm chí không thèm nhìn hắn một hồi, đến phiên người thứ hai của ta tên là Sang Thần Càn Nguyên Đan là, ngạo thế thần cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ ăn sau đó. Có thể có hạn tăng lên nhất định tu vi. Mộc Sơn phái một tên thấp bé đệ tử, đầy mặt đắc ý. Đại khái chỉ cần ăn 500 hạt loại này đan, liền có thể từ sơ kỳ bước vào trung kỳ. Ăn 2000 hạt liền có thể từ trung kỳ bước vào hậu kỳ. Đây chính là chúng ta Mộc Sơn phái khá là có tên đan hiện tại chỉ cần 7 cái sáng đạo thánh thạch, bình thường nhưng là bán 8 cái, đã. Có người mua động lòng, thế nhưng bọn họ đều không có lập tức động thủ. Mấy cái người mua đều là từng cái từng cái ông lão hoặc là trung niên. Bọn họ có thể tinh cực kỳ, bởi vì loại này đan mặc dù bỏ qua. Cũng có thể ở bên ngoài mua được, dù sao bọn họ chỉ có thể hoa 10 cái sáng đạo thánh thạch. Nếu là mặt sau có tốt đan, bọn họ liền không có cơ hội mua vì lẽ đó bọn họ muốn kiên trì chờ mấy cái luyện đan sư từng cái từng cái hắn giới thiệu xong. Chính mình đan, luyện chế sang thần càn nguyên đan nam tử, nguyên bản dương dương tự đắc. Nhưng lúc này lại một mặt không thích bởi vì hắn đan sức hấp dẫn còn chưa đủ. Những kia người mua cũng chỉ là tại quan sát mà thôi, phục sinh thần đan. Ngạo thế thần cảnh trung hậu kỳ, nếu là thân thể bị thương, ăn sau đó. Có thể tại khoảng 10 canh giờ khôi phục hơn nửa. 20 canh giờ sau khôi phục như lúc ban đầu. Một tên mặt chữ Điển nam tử nói, chỉ cần 8 cái sáng đạo thánh thạch đây. Là không sai thuốc chữa thương, cũng đều tại mọi người cân nhắc phạm vi. Bọn họ vẫn như cũ quan sát bởi vì phục sinh thần đan ở bên ngoài cũng có bán. Nhưng cũng khá là quý, 10 cái sáng đạo thánh thạch một hạt, sau đó hơn 10 đệ tử. Bọn họ luyện chế đan đều có không sai công hiệu, trầm tường nghe được cũng có chút động tâm. Chỉ bất quá hắn không có tư cách mua, trầm tường là thứ 20 cái đi ra. Chẳng mấy chốc sẽ đến phiên hắn, Mộc Sơn phái đệ tử mặc dù đối với trầm tường không phản đối. Nhưng bọn họ rồi lại có chút chờ mong, dù sao trầm tường tại luyện đan thời điểm. Có thể hòa vào chín cái sáng đạo chú văn, tấu chương kết thúc. Chương 3497, một đan hóa thần. Dấu lớn trầm tường luyện chế huyền thạch thần đan thời điểm, cái kia kinh người phẩm chất là rất nhiều người đều phi thường chờ mong, mặc dù hắn đan công dụng không phải quá xuất sắc. Thế nhưng bởi vì phẩm chất cao, rất nhiều người vẫn là phi thường tình nguyện mua món nợ, hừ. Cái tên này một mặt tự tin, lẽ nào hắn có rất tốt đan sao? Chúng ta Mộc Sơn phái luyện chế đan nhưng là tốt nhất cái. Kia là đương nhiên, cũng không biết hắn đến bản thân cái gì gia tộc nhỏ. Mặc dù có không sai phương pháp luyện đan, nhưng làm sao so được với ta Mộc Sơn phái, rất nhanh sẽ đến phiên hắn, đến thời điểm hắn đan sẽ chỉ làm người chê cười, rốt. Cục đến phiên trầm tường giới thiệu chính mình sáng đạo thần đan, rất nhiều người lúc này đều yên tĩnh lại, nhưng tai lắng nghe, mặc dù là mộc sơn phái trưởng lão. Cũng đều dồn dập ngưng thần, trầm tường trước luyện chế huyền thạch thần đan thời điểm. Phẩm chất xác thực làm người cảm thấy khiếp sợ ta luyện chế đan, tên là ngạo thế hóa thần đan. Cũng không phải cho ngạo thế thần cảnh thức ăn. Trầm Tường nói, tại trước mặt hắn Mộc Sơn phái đệ tử. Liện chế đan đều là cho ngạo thế thần cảnh dùng, nhưng hắn cũng không phải tiến vào không phải cho ngạo thế thần cảnh thức ăn. Tất cả mọi người âm thầm thất vọng, không phải ngạo thế thần cảnh thức ăn. Cái kia có thể trị bao nhiêu? Chết no cũng chỉ là một cái sáng đạo thánh thạch mà thôi, phải. Biết, mặc dù là ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong cần thiết đan. Nhiều lắm cũng chỉ là cần mấy cái tinh hoàng mà thôi ai sẽ dùng sáng đạo thánh thạch đi mua, Mộc Sơn phái đệ tử nghe thấy câu nói này. Đều không khỏi cười, tại nơi như thế này, lại luyện chế ngạo thế thánh cảnh sử dụng đan. Chuyện này quả thật là tự dước lấy nhục, ha. Ha, hắn chắc là không hiểu được luyện chế ngạo thế thần cảnh sử dụng đan, ta. Còn tưởng rằng hắn lợi hại bao nhiêu, cũng chỉ đến như thế, hắn là đến khôi hài đi, trầm. Tường khẽ mỉm cười, ta luyện chế đan, là cho ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong sử dụng chỉ cần ăn một hạt liền có thể bước vào ngạo thế thần cảnh đại khái cần luyện hóa thời gian một tháng vừa nãy thất vọng mọi người nghe thấy sau đó nhất thời sững sờ đặc biệt trên sân những ngạo thế thánh cảnh đó đỉnh phong tiểu bối nghe thấy sau đó đều hết sức kích động như đây là thật sự bọn họ liền không cần chờ cái mấy trăm hơn một nghìn năm mới có thể đột phá cũng chỉ là luyện hóa một tháng mà thôi mộc sơn phái đệ tử đều đối này biểu thị nghi hoặc đầy mặt không tin, tiểu huynh đệ, người nói nhưng là thật sự. Một tên người mua vội vàng hỏi, hắn nhưng là có một cái đồ đệ. Vừa bước vào ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong, hắn chính đau đầu đây, nếu là người ăn của ta đan, không có bước vào ngạo thế thần cảnh. Ta gấp đôi trả lại sáng đạo thánh thạch. Trầm tường nói, lấy ra một hạt ngạo thế hóa thần đan. Đưa cho tên kia người mua, ngài nhìn kỹ một chút này hạt đan bên trong nhưng là có chín cái tăng cường chú văn, đây là phẩm chất bảo đảm, cái. Kia trung niên người mua nhận lấy sau đó, có thể nhìn thấy bên trong những kia bé nhỏ sáng đạo chú văn, hắn liền vội vàng gật đầu, vậy. Sao người bán, hắn đã động lòng, chủ động hỏi dò trầm tường giá cả, mười. Cái sáng đạo thánh thạch, trầm tường nói, trên sân nhất thời vang lên một trận tiếng bàn luận mười cái sáng đạo thánh thạch cũng là thật quý nhưng bọn họ ngẫm lại nếu là trong tay dư giả này vẫn là phi thường tính ra ngươi sẽ không phải là lừa người đi thật sự có tốt như vậy đan ta mới không tin chúng ta mộc sơn phái nhiều như vậy luyện đan đại tông sư nhiều như vậy năm đều không thể nghiên cứu ra loại này đan đến một mình ngươi vô danh tiểu tốt nhưng có thể làm được mộc sơn phái đệ tử nói lừa người nhưng là phải bị phân thây chính là các vị các ngươi mua trước có thể phải nghĩ lại nha mộc sơn phái đệ tử chê cười bọn họ không tin chút nào trầm tường ngạo thế hóa thần đan công hiệu trầm tường cười lạnh nói các ngươi suy bụng ta ra bụng người thôi các ngươi đại tông sư không làm được lẽ nào liền không cho phép người khác làm được đây là cái gì ăn khớp nơi này có bảy tòa sáng đạo sơn tông sư luyện đan vô số có môn phái kia dám nói chính mình tông sư luyện đan là lợi hại nhất ta vừa nãy cũng đã nói nếu là giả bộ gấp đôi trả lại sáng đạo thánh thạch trầm tường đối tên kia trung niên người mua nói vị đại thúc này người nên có chứa hậu bối đến đây đi không ngại để hắn hiện trường thử xem nơi này có thời gian trận pháp hắn tại thời gian trong trận pháp một tháng bên ngoài chỉ là đi qua một canh giờ mọi người cũng chờ nổi được ta quyết định mua ngược lại hiện trường từng thử sau đó không có đạt đến hiệu quả Người sẽ cho ta hai mươi sáng đạo thánh thạch ta còn có thể kiếm lời mười cái đây chính là chuyện tốt ta cũng không sợ ngươi chạy mất trung niên kiêng người mua cười ha ha thoải mái lấy ra mười cái sáng đạo thánh thạch mua lại trầm tường ngạo thế hóa thần đan chúng ta mộc sơn phái thời gian trận pháp há lại là tùy tiện dùng linh tinh một tên mộc sơn phái đệ tử cả giận nói ta nhưng là dùng 10 cái sáng đạo thánh thạch báo danh dự thi. Mộc Sơn phái hẳn là sẽ không keo kiệt đến không mở ra thời gian trận pháp chứ? Trầm Tường lạnh lùng nói, Mộc Sơn phái ông lão gật đầu nói, có thể hiện trường thử nghiệm. Nhưng chỉ cái này một lần, trung niên người mua để cho mình đồ đệ đi tới. Sau đó để hắn ăn cái kia hạt ngạo hồn thánh đan, tiến vào thời gian trong trận pháp 10. Cái sáng đạo thánh thạch mà thôi, ta mua một ông già đột nhiên hô ta cũng mua những kia người mua tranh nhau chen lấn muốn mua trầm tường ngạo thế hóa thần đan tuy rằng kết quả khảo nghiệm không đi ra nhưng bất luận có hay không dùng bọn họ đều tuyệt đối không thiệt thòi nếu là ngạo thế hóa thần đan không hiệu quả trầm tường liền muốn đổi bọn họ một người hai mươi sáng đạo thánh thạch nếu là có hiệu quả bọn họ liền mua được loại này có thần kỳ công hiệu đan bọn họ nhưng là phi thường khôn khéo, liền như vậy. Trầm tường luyện chế 10 hạt ngạo thế hóa thần đan, liền như vậy lập tức bán phá giá xong. Tổng cộng được 100 hạt sáng đạo thánh thạch. Điều này làm cho những kia Mộc Sơn phái đệ tử đỏ mắt đến nhỏ máu, đố kỵ chết rồi. Mà bọn họ nhưng một hạt đều bán không ra, phía dưới chính là cái khác Mộc Sơn phái đệ tử giới. Thiệu chính mình đan, bởi vì có trầm tường ngạo thế hóa thần đan ở mặt trước, vì lẽ đó bọn họ đan liền có vẻ hết sức bình thường đều không có ai mua hết thảy luyện đan sư giới thiệu xong chính mình đan sau cũng chỉ có trầm tường ngạo thế hóa thần đan toàn bộ bán xong mà hiện tại đã lục tục có người đi mua mộc sơn phái đệ tử đan bất quá những người kia đều tại cùng những đệ tử này có kẻ mặc cả một canh giờ huống hồ liền đi qua thời gian trong trận pháp đã qua một tháng tên kia trung niên người mua đồ đệ từ bên trong đi ra cả người lộ ra một luồng ngạo thế có thể phi thường khẳng định hắn đã bước vào ngạo thế thần cảnh sư phụ ta đột phá ta tháng trước vừa mới vừa bước vào ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong nhưng bây giờ lại liền bước vào ngạo thế thần cảnh đồ đệ kia phi thường kích động đây chính là liên tục đột phá nha hơn nữa đồ đệ này cả người ngạo thế vô cùng sung túc có thể thấy được hắn sau khi đột phá cũng không có hạ xuống cái gì tai hại. Là phi thường vững vàng đột phá, quá thần kỳ, ngạo thế hóa thần đan quá thần kỳ. Đồ đệ kia trong miệng không ngừng lẩm bẩm, sau đó vội vã đi tới trầm tường trước mặt. Vô cùng cảm kích trầm tường, tuy rằng sư phụ hắn là dùng 10 cái sáng đạo thánh thạch mua. Lại, chỉ cần một hạt đan, liền có thể trong vòng một tháng bước vào ngạo thế thần cảnh đây quả thật là rất thần kỳ, ở đây ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong đều không ngừng hâm mộ. Mà cái khác mua được ngạo thế hóa thần đan người mua, đều lộ ra đắc ý vui mừng nụ cười. Tấu chương kết thúc, chương 3498, trận bàn vấn đề. Dấu lớn trầm tường luyện chế ngạo thế hóa thần đan tổng cộng bán ra 10 hạt. 100 sáng đạo thánh thạch là bán đến nhiều nhất. Mộc Sơn phái đệ tử mê tít mắt cực kỳ, bởi vì bọn họ bên trong bán đến nhiều nhất hai cái gộp lại đều không có trầm tường như vậy tiểu huynh đệ ta có thể hay không hướng về ngươi đặt trước một hạt ngạo thế hóa thần đan ta có thể trước tiên cho ngươi một nửa sáng đạo thánh thạch một ông già nói hắn lúc này phi thường hối hận không có đi mua trầm tường ngạo thế hóa thần đan ta còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể luyện chế ta lúc này dược liệu cũng không nhiều trầm tường từ chối hắn cự linh hoa vốn là không bao nhiêu bây giờ hắn không thiếu sáng đạo thánh thạch vì lẽ đó hắn tạm thời sẽ không lại đi bán ra ông lão kia chỉ có thể tiếc nuối thở dài một tiếng vừa nãy hắn ra tay chậm một chút bằng không hắn hiện tại cũng có thể được một hạt trầm tường cảm thấy mặc dù là sau đó lại bán cũng như thế có thể bán được cái giá này dù sao tiếng tăm đã truyền ra ta đã thu được thắng lợi cuối cùng quý phái phần thưởng đây trầm tường nói thu được thắng lợi cuối cùng người có thể được một cái thời gian trận pháp cùng một cái sáng đạo thánh tinh này đều là phi thường vật quý giá cũng là trầm tường tới tham gia thi đấu mục đích ông lão kia mặt không hề cảm xúc cầm phần thưởng đi tới một lớn một nhỏ hai cái hộp nói đều ở nơi này không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta mộc sơn phái mộc sơn phái lại đối trầm tường phát sinh mời đây chính là phi thường ít ỏi thấy tình huống bởi vì rất nhiều người muốn tiến vào mộc sơn phái đều muốn thông qua một loạt sát hạch mặc dù sát hạch quá mộc sơn phái cũng không nhất định sẽ phải tuy rằng chuyện như vậy rất hiếm thấy nhưng mọi người cũng không cảm thấy được kỳ quái bởi vì trầm tường bản thân liền là một cái phi thường có thiên phú luyện đan sư chỉ là hắn loại này ngạo thế hóa thần đan liền có thể làm hắn dương danh sáng đạo sơn tương lai nhất định có thể trở thành là đại tông sư trầm tường lắc đầu thở dài ta còn có cái khác chuyện quan trọng phải làm cũng không biết đến thời điểm còn có thể hay không thể sống sót vì lẽ đó ta tạm thời không có tiến vào bất kỳ môn phái nào dự định trầm tường lại từ chối điều này làm cho tất cả mọi người thay đổi sắc mặt người khác nằm mộng cũng muốn tiến vào mộc sơn phái mà hiện tại mộc sơn phái mời trầm tường nhưng trầm tường nhưng từ chối mộc sơn phái đệ tử hừ lạnh nói cho thể diện mà không cần thật sự cho rằng ngươi luyện chế ra cái kia cái gì ngạo thế hóa thần đan liền rất lợi hại tự cho mình thanh cao gia hỏa mộc sơn phái ông lão lạnh lùng chừng một chút tên đệ tử kia sau đó đối trầm tường ha ha cười nói không sao mộc sơn phái cửa lớn lúc nào cũng có thể sẽ đối với ngươi mở rộng trầm tường gật gật đầu nói cáo từ hắn đã chiếm được thứ mà chính mình cần bây giờ hắn đã ở chỗ này dương danh nhất định sẽ có một ít phiền phức vì lẽ đó hắn phải nhanh lên một chút rời đi nơi này trầm tường đi ra mộc sơn phái quảng trường rời đi mộc sơn phái sau đó ngay lập tức ẩn vào trong đám người sử dụng biến hóa thuật để cho mình biến thành cái khác dáng dấp sau đó ẩn nấp khí tức nhiều năm qua rất nhiều trải qua khiến cho hắn phi thường cảnh giác mộc sơn phái là như thế nào một môn phái hắn phi thường rõ ràng từ mộc sơn phái âm thầm dối trá hãm hại nhiều người như vậy sáng đạo thánh thạch hắn liền có thể nhìn ra mộc sơn phái ông lão kia ở bề ngoài là mời hắn gia nhập mộc sơn phái nhưng trong bóng tối có ý kiến gì liền không được biết rồi nói chung trầm tường không tin được loại này giả dối môn phái mộc sơn phái gia hỏa khẳng định rất muốn làm đến ngạo thế hóa thần đan phương pháp luyện đan Hà Phượng Viện cười lạnh nói, người cũng nhìn thấy bọn họ những kia người ngu ngốc đệ tử. Luyện chế ra đến đan, tuy rằng cấp bậc không thấp, nhưng cũng phi thường phổ thông. Không có cái gì sức hấp dẫn, bởi vì bọn họ đan đều có có thể thay thế. Vì lẽ đó cũng không có giá trị gì, đúng. Trong bọn họ thậm chí có trung phẩm sáng đạo thần đan. Nhưng cũng kém xa ngạo thế hóa thần đan hữu dụng. Trầm tường bắt đầu trở về thương hỏa thành, nơi này là mộc sơn phái địa bàn hắn không dám ở lâu trầm tường cưỡi lấy a hồ trở về thương hỏa thành hắn cảm thấy thương hỏa thành sẽ khá an toàn hơn nữa ở nơi đó còn có người quen phong khả nhi tại u giao sơn trang bên trong mua bán lại thời gian như vậy trận bàn sáng đạo thánh tinh là thật sự thế nhưng thời gian này trận bàn ta liền không thể khẳng định phong khả nhi nói thời gian trong trận pháp có một cái không gian chứa đồ bên trong hẳn là tồn chữ tinh hoàng, dùng cho duy trì thời gian trận bàn vận chuyển, chính. Người thử một chút xem liền biết rồi. Ngược lại tại U Giao Sơn Trang bên trong cũng có tinh hoàng. Trầm tường cũng muốn nhìn một chút. Thời gian này trận bàn có phải là thật hay không có tiên truyền như vậy lợi hại, phong khả nhi. Tại thời gian trong trận bàn không gian chứa đồ bên trong, thả vào hơn 10 khối tinh hoàng. Sau đó tiến vào thời gian trận bàn, nàng mở ra thời gian trận bàn sau đó liền bị một cái nước gợn sóng đồ vật cho bao phủ, từ bên ngoài nhìn thấy bên trong, chỉ có thể nhìn thấy bên trong đồ vật như là sóng nước dập dờn vặn vẹo, trở về thương hỏa thành. Cần một chút thời gian, hiện tại trầm tường nhưng là dành thời gian. Hắn cũng có chút không thể chờ đợi được nữa thời gian sử dụng trận bàn, nửa ngày trôi qua. Phong Khả Nhi từ thời gian trong trận bàn đi ra, vội vàng hô, "Trầm Tường, ngươi phải cẩn thận." Thời gian trận bàn có vấn đề, vấn đề gì? trầm tường vội vàng để a hổ dừng lại ngươi tiếp tục để a hổ phi hành tốc độ nhất định phải nhanh phong khả nhi nói thời gian trận bàn bị luyện vào một loại đồ vật thứ này cùng ngoại giới có liên hệ ta không đoán sai mộc sơn phái có thể căn cứ mối liên hệ này xác định vị trí của ngươi mộc sơn phái bọn khốn kiếp kia trầm tường thấp giọng tức giận mắng lên hắn để a hổ tiến vào bên trong vùng rừng rậm nếu là thật có người đuổi tới có thể truy được với hắn hơn nửa cũng là ở trên không phi hành tiểu khả nhi ngươi có biện pháp gì phong ấn cái kia sợi liên hệ sao nếu quả thật như vậy ta căn bản là không có cách sử dụng thời gian này trận bàn nha trầm tường lúc này rất tức tối này mộc sơn phái quả nhiên cùng hắn suy đoán như thế cũng không phải một cái cái gì quang minh quang minh môn phái hắn thực sự không nghĩ ra như thế to lớn một tòa sơn vì sao lại là loại này xấu xa môn phái tới quản lý chắc là có biện pháp ta có thể vận dụng không gian trận pháp đi ngăn cách không gian ngự long điện long mã có thể cảm giác ứng long chúng ta chính là dùng biện pháp cuối cùng tách ra cuối cùng phong khả nhi nói đột nhiên trầm tường cảm ứng được một trận không gian rung động này không gian rung động cũng không phải tới bản thân cho hắn thần hải mà là đến từ chính bên ngoài mộc sơn phái ra hòa trầm tường phi thường khẳng định đám người kia vì đuổi theo hắn lại không tiếc vận dụng không gian truyền tống cũng coi như là rất bính trầm tường lập tức cưỡi lấy a hồ rời xa không gian rung động truyền đến phương hướng mộc sơn phái người nhất định ở bên kia a hồ tốc độ không có để trầm tường thất vọng tầng trời thấp phi hành tại cây cối bên trên hơn nữa sẽ thỉnh thoảng tiến vào trong rừng cây A hổ bản thân mình thì có nhất định tránh né kinh nghiệm tiểu khả nhi người phong ấn cái kia sợi liên hệ không có trầm tường hỏi a hổ cùng trầm tường đều có rất mạnh ẩn nấp năng lực thế nhưng thời gian như vậy trong trận bàn không ngừng phóng thích tin tức có thể làm cho mộc sơn phái người đuổi theo vẫn không có người kiên trì một chút nữa phong khả nhi nói nàng lúc này cũng vô cùng sốt ruột trầm tường lập tức đối với nàng triền khai một cái lĩnh vực thời gian, làm cho nàng có thể huống chi một ít tiến hành mộc. Sơn phái đám khốn kiếp này, rõ ràng lão tử thắng, nhưng phải đem đồ vật đoạt lại đi. Lớn như vậy một môn phái, lại cũng không thua nổi. Trầm Tường trong lòng không ngừng chửi bới Mộc Sơn phái. Chương 3499, nộ long ngạo thế. Dấu lớn Mộc Sơn phái đến người cũng không nhiều, bởi vì bọn họ biết Trầm Tường tu vi không cao cũng chỉ là vừa bước vào ngạo thế thần cảnh mà thôi chỉ là sơ kỳ bọn họ chỉ cần phái hai cái ngạo thế thần cảnh trung kỳ đến là được đương nhiên hiện tại trầm tường còn không biết mặt sau có bao nhiêu người nhưng thế tới hung hăng vừa ra tới liền bùng nổ ra rất mạnh khí tức mà trầm tường hiện tại lại bị khóa chặt vị trí vì lẽ đó hắn cần kéo dài một quãng thời gian để phong khả nhi đem thời gian như vậy trận bàn phong ấn lên được rồi Phong Khả Nhi từ trầm tường lĩnh vực thời gian bên trong đi ra, trầm tường cuối cùng cũng coi. Như yên tâm rất nhiều, hắn lập tức để a hổ chậm rãi hạ xuống tại trên một cây đại thụ. Sau đó ẩn giấu đi, người đâu? Làm sao đột nhiên mất đi tung tích? Một tên nam tử mặc áo đen trong tay cầm một cái đồ vật, cau mày nói, không thể nha. Thời gian của hắn trong trận bàn rõ ràng phát sinh tin tức. Làm sao đột nhiên không chịu nhận đến cơ chứ, cái tên này chạy trốn thật nhanh hắn chỉ là vừa mới đi ra chúng ta mộc sơn phái cửa lớn không bao lâu liền đến đến địa phương xa như vậy trưởng lão mới không thể không mở ra truyền tống trận đem chúng ta truyền tống đến lần này nhưng là vận dụng truyền tống trận nếu chúng ta không thể đem hắn tóm lại chúng ta nhưng là phải bị trách phạt ngạo thế hóa thần đan phương pháp luyện đan thực sự là quá quý giá bất luận làm sao chúng ta mộc sơn phái đều muốn chiếm được nếu là lần này chúng ta có thể đắc thủ chính là lập công lớn bên trên hai tên nam tử mặc áo đen mỗi người có một con màu vàng con ưng lớn bọn họ tại con ưng lớn trên lưng nhìn xuống phía dưới đều là ngạo thế thần cảnh trung kỳ trầm tường cuối cùng cũng coi như nhìn rõ ràng tu vi của đối phương chúng ta lẽ ra có thể đối phó bọn họ tần sương nói nếu không như vậy các ngươi cùng tiểu khả nhi đối phó một cái gia hòa chính ta đối phó một cái trầm tường cảm giác mình ứng phó một cái ngạo thế thần cảnh trung kỳ sẽ không có vấn đề gì những cô gái khác phối hợp phong khả nhi phong ấn sức mạnh đối phó một người trong đó cũng không là vấn đề được ta trước hết xuất kích sau đó các ngươi trở ra trầm tường nói a hồ tạm thời không dùng ra tay trừ phi chúng ta không địch lại trầm tường trực tiếp để sáu thú dung hợp hóa thành xích hỏa thần long xích hỏa thần long sức mạnh cùng trầm tường dung hợp khiến cho trầm tường ngạo thế trong nháy mắt tăng vọt trầm tường bước vào ngạo thế thần cảnh sau đó vẫn là lần thứ nhất thuyên chuyển sáu thú lực lượng hắn thần hải bên trong sáu thú cũng là theo tu vi của hắn mà tăng lên bây giờ dung hợp lại cùng nhau càng mạnh hơn càng đáng sợ trầm tường đột nhiên xuất hiện mang theo ác liệt ngạo thế khiến cho cái kia hai tên người mặc áo đen có chút không ứng phó kịp bởi vì Trầm Tường lúc này bộc phát ra ngạo thế, cũng không giống như là ngạo thế thần cảnh sơ kỳ, nhanh. Giết chết hắn, bằng không chết chính là chúng ta. Một tên người mặc áo đen quát, hắn đã đối Trầm Tường cách không nổ ra mấy quyền. Mỗi quyền đều ngưng tụ một luồng ngạo thế, ngạo thế thần cảnh trung kỳ ngạo thế. Càng thêm hùng hồn, dường như một làn sóng tiếp một làn sóng, làn sóng trùng điệp tấn công tới. Hơn nữa như là có thể xuyên thấu không gian giống như vậy trong nháy mắt mà tới, trầm tường chỉ là vừa xuất hiện. Liền bị này một làn sóng ngạo thế quyền kinh đánh cho sau phi hành. Thân thể tựa hồ như là bị không ngừng nện đánh băng chấn động đau, phía dưới đại thụ tán cây. Càng bị cuồng phong bình thường ngạo thế xé nát. Đầy trời đều là nát diệp cũng gỗ vụn tiết cùng lúc đó, bạch u u. Tần xương cùng long tiết di đã xuất kích hướng một gã khác người mặc áo đen phóng đi. Hà Phượng Viện, Bành Tuyền Phỉ Tô Mị Giao nhưng là theo sát ở phía sau, trầm tường bọn họ đều là. Vừa bước vào ngạo thế thần cảnh không bao lâu. Đối ngạo thế vận dụng không bằng cái kia hai cái người mặc áo đen. Thế nhưng bọn họ kinh nghiệm chiến đấu đều vô cùng phong phú, đặc biệt Bạch U U cùng Tô Mị Giao. Vì lẽ đó trầm tường không cần lo lắng các nàng muốn tốc chiến tốc thắng. Trầm tường đã gọi ra lục đạo thần kính để lục đạo thần kính ẩn thân lên đồng thời cả người ngưng xúc ngạo thế. Sau đó vận dụng lực lượng không gian thuấn di qua, người mặc áo đen kia nhìn thấy đột nhiên bốc. Lên nhiều người như vậy, hơn nữa còn là nữ tử, cũng là ngẩn người. Bất quá hắn, không lo lắng đồng bạn của chính mình. Bởi vì hắn nhìn ra những cô gái kia đều là ngạo thế thần cảnh sơ kỳ tu vi. Hắn càng thêm lưu ý chính là trầm tường, trầm tường vừa nãy bộc phát ra ngạo thế nhưng là dù sao ngạo thế thần cảnh trung kỳ khiến cho hắn hết sức kinh ngạc hả vô bắt không tới hắn quỹ tích lẽ nào hắn là người mặc áo đen trong lòng cả kinh hắn lập tức đoán được trầm tường sử dụng lực lượng không gian sau đó hắn liền cảm ứng được một luồng không gian rung động từ hắn bên cạnh người gợn sóng ra nhưng hắn nhưng phản ứng không kịp nữa oanh tiếng vang trầm trầm lên trầm tường thuấn di tới được thời điểm liền vận dụng ngạo thế đánh ra một chiêu chấn thiên trưởng trầm tường ngạo thế áp sát trung kỳ xuất trưởng sau đó chấn động lực lượng dường như cuồn cuộn làn sóng từng đợt tiếp theo từng đợt sung kích người mặc áo đen bị đánh bay đồng thời từng luồng từng luồng chấn động lực lượng không ngừng xưa nay phảng phất bánh xe không ngừng mà ở trên người hắn một lần lại một lần nghiền ép người mặc áo đen bị đánh bay thời điểm căn bản là không có cách phản kích liền như cùng người bị đột nhiên xuất hiện làn sóng bao phủ lại nhất thời không biết làm sao lung tung dãy ruộng cũng không cách nào tránh thoát sóng lớn trầm tường nhân dịp này khống chế lục đạo thần kính lấy tốc độ cực nhanh phi hành xông tới trực tiếp va chạm tại người mặc áo đen đầu lâu bên trên người mặc áo đen bị mạnh như vậy liệt xoay một cái nhất thời choáng váng đầu óc trống rỗng mộc sơn phái rác rưởi muốn chảo lão tử tranh công cũng có nhất định thực lực mới được trầm tường đã đi tới người mặc áo đen bên người vung lên hắn lục đạo thần kính quay về người mặc áo đen chính là một trận đập mạnh lục đạo thần kính tuôn ra từng trận ngọn lửa hừng hực đem người mặc áo đen đập đến biến thành cho bụi một gã khác người mặc áo đen mặc dù là ngạo thế thần cảnh trung kỳ ngạo thế cũng rất mạnh hắn đối mặt này mấy cái nữ tử tuy rằng chỉ là ngạo thế thần cảnh sơ kỳ nhưng mỗi một người đều không phải ngồi không tần xương am hiểu kiếm đạo nàng luyện lại quá tử dương thần kiếm vô cùng sắc bén. Cũng đã tại người mặc áo đen trên người đâm vài cái động, tô mị giao am hiểu hỏa diễm. Thiêu đến người mặc áo đen mặt mày xám xịt mấy. Nữ luân phiên công kích người mặc áo đen thực sự uất ức, hắn một cánh tay mềm mại rủ xuống. Là bởi vì bị bạch u u sử dụng hóa cốt ma trường, lúc này hắn khổ không thể tả Chạy trốn cũng không trốn được, đánh cũng đánh không lại, giao cho ta, ở một bên chuẩn bị đã lâu long tiết di khẽ kêu một tiếng phóng thích thiên long pháp ấn chỉ thấy có vài bạch long đột nhiên tại người mặc áo đen bốn phía xuất hiện dường như xiềng xích bình thường đem người mặc áo đen quấn quanh lên mà không chung rung động ầm ầm một bộ lam hắc đan sen lé màu máu sấm sét cự long rít gào một tiếng mang theo bức người ngạo thế sung kích mà xuống bạch u u các nàng lập tức rời xa Cự Long đã hạ xuống, nuốt chửng người mặc áo đen, phát sinh một tiếng hét giận dữ. Sau đó nổ tung, chỉ thấy Lam Hồng hắc ba loại cuồng bạo sấm sét không ngừng múa tung, tàn phá đến một đám lớn cây cối hóa thành yên vụ. Người mặc áo đen kia cũng bị cuồng bạo thiên long pháp ấn xé nát, biến mất ở bên trong đất trời. Đám rác rưởi này, Mộc Sơn phái thực sự là coi thường người. Long Tiết gì hừ nói, mau chóng rời đi nơi này đi. Phong Khả Nhi nói, mấy nữ trở lại U Dao Sơn Trang sau đó, Trầm Tường đem A Hổ cho gọi ra đến. Sau đó cưỡi lấy A Hổ đi tới Thương Hỏa Thành chờ. Lại Thương Hỏa Thành sau đó, đến căn dặn Long Hiên cùng Lăng Dụng mới được. Không thể để cho bọn họ tiết lộ có liên quan với chuyện của ta. Trầm Tường trong lòng âm thầm nghĩ, bởi vì tên của hắn đã tại Mộc Sơn phái bên trên truyền ra. Chương 3500, Ngũ thải cự hà hoa dấu lớn trở về thương hỏa thành trên đường phong khả nhi đang cố gắng đem khi đó trong trận bàn dấu ấn xóa đi chỉ có như vậy mới có thể tránh mở mộc sơn phái lần theo lẽ ra có thể thành công điều này cũng không phải chuyện rất khó mà phong khả nhi cười cợt nói chết rồi sao có thể có chuyện đó tiểu tử kia cũng chỉ là vừa bước vào ngạo thế thần cảnh mà thôi chỉ là sơ kỳ hai cái trung kỳ đi qua dĩ nhiên chết rồi Mộc Sơn phái một tên trưởng lão cả giận nói, đây chính là của ta hai cái bảo bối đồ đệ. Các ngươi lúc trước là làm sao nói? Không phải là một cái sơ kỳ ngạo thế thần cảnh à? Hiện tại các ngươi xem, làm trưởng lão, đây là chúng ta sơ sẩy. Một người trưởng lão khác than thở, hiện trường chiến đấu dấu vết có phát hiện gì sao? Cái kia làm trưởng lão rất tức tối, mặc. Dù là ngạo thế thần cảnh sơ kỳ, thế nhưng hiện trường ngạo thế bên trong. Nhưng mang theo một chút long khí tức ta không không sai. Tiểu tử này trong cơ thể có một cái ngạo thế thần long, hắn vận dụng nhưng là ngạo long thế. Phù hợp đến tốt vô cùng, nhất định phải đem tiểu tử này cho nắm lên đến. Đem hắn ngạo thế thần long rút ra. Chỉ có như vậy mới có thể bù đắp ta mất đi hai cái đồ đệ tổn thất. Cái kia Lam trưởng lão phẫn nộ siết chặt nắm đấm, nhưng trên mặt nhưng tràn đầy vẻ tham lam nhìn ra được hắn phi thường muốn lấy được ngạo thế thần long, trầm tường chính đang trở về. Thương hỏa thành, hắn không biết chính mình ngạo thế thần long lại bị người ghi nhớ lên. Điều này cũng không phải lần đầu tiên. Nhiều năm qua đều là như vậy, trở lại thương hỏa thành thời điểm. Phong khả nhi cũng đã thành công đem bên trong dấu ấn xóa đi, hai. Tháng đi qua, còn có thời gian 10 tháng. Tô Mị Giao nói, ta, biết ta trước tiên đi tìm một chút xem, Long Hiên đi ra không có trầm tường trở lại khách sạn này liền nhìn thấy tống long hiên đại ca ngươi cho ta sáng đạo chú văn ta toàn bộ nắm giữ tống long hiên cười ha ha ta hiện tại đã có thể luyện khí gia tộc chúng ta những lão gia hỏa kia nhưng là đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa vậy thì tốt trầm tường vỗ bờ vai của hắn cười nói này cũng phải đa tạ đại ca nha tống long hiên cảm khái nói nếu là không phải trầm tường cho nhiều như vậy sáng đạo chú văn đề hắn học tập, hắn căn bản không có loại này thành tựu, long. Hiên, người ngàn vạn không thể đối với ngươi gia tộc tiết lộ có liên quan với của ta nửa điểm. Sự tình, trầm tường phi thường nghiêm túc nói với Tống Long Hiên, ta biết ta không nói gì. Tống Long Hiên gật gật đầu, ta cũng làm cho ta cái kia xuẩn cha bảo mật, yên tâm đi, Tống. Giang Nam nếu là biết con trai của hắn nói hắn là xuẩn cha, cũng không biết sẽ có ra sao vẻ mặt con có người trước tiên đi tìm lăng dụng để hắn phân biệt khắp nơi loạn chuyện tên của ta trầm tường lại dặn dò đại ca ngươi có phải là chọc đại thù địch tống long hiên hỏi đúng ta chọc mộc sơn phái trầm tường như nói thật nói lợi hại đại ca ngươi liền mộc sơn phái cũng dám nhạ thật không hổ là đại ca ta nha tống long hiên lại cười ha ha lên chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam nhanh đi tìm lão lăng để hắn phân biệt lắm miệng Trầm Tường không vui nói, "Ta vậy thì đi." Tống Long hiên lập tức rời đi khách sạn, Trầm Tường nói với Giang Tư Mỹ, "Các ngươi làm dược liệu thế nào rồi, nhanh được rồi?" Phi thường thuận lợi, hiện tại chỉ thiếu một chút. Giang Tư Mỹ nói, đến thời điểm chỉ cần luyện chế loại dược liệu này, liền có thể trực tiếp luyện chế ra ngạo thế hóa thần đan, phẩm chất nên có tăng lên. Ngươi tại luyện đan lúc cũng sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều, Giang tư mỹ lại hỏi trầm tường muốn một hạt ngạo thế hóa thần đan này đều là cho các nàng bồi dưỡng dược liệu hấp thu tăng cường loại dược liệu này độ khớp dù sao nhưng là vài loại dược liệu kết hợp làm một gan trở thành một sản phẩm mới gan tống long hiên rất nhanh sẽ trở về lão lăng tên kia lo lắng ngươi không tín nhiệm hắn còn phát ra một cái huyết hệ cái gì rất liều tống long hiên ha ha cười nói như vậy cũng tốt trầm tường thở phào nhẹ nhõm sau đó lại lấy ra một ít sáng đạo chú văn giao cho tống long hiên đây là không gian chú văn cùng dung hợp chú văn người cẩn thận học tập tống long hiên là học tập sáng đạo chú văn thiên tài cùng tiêu tương lâm là như thế khả năng chỉ là so tiêu tương lâm suýt chút nữa nhưng loại thiên tài này có thể gặp không thể cầu trầm tường nhất định phải cố gắng lôi kéo hắn lại có tân đồ vật học tập tống long hiên rất là kích động long hiên ngươi là làm sao học được như vậy nhanh này còn không mấy ngày nha trầm tường tò mò hỏi cha ta tại tống ra thời gian trận pháp quyền sử dụng tặng cho ta tống long hiên nói hắn đột nhiên gọi ta trở lại chính là để ta dùng đáng tiếc chúng ta tống ra thời gian trận pháp không giống lăng ra như vậy có thể bán ra nếu không ta liền cho đại ca dùng không có chuyện gì chính ngươi là được ta có biện pháp của ta trầm tường nói, ngươi còn có thể thời gian sử dụng trận pháp sao, đương. nhiên có thể, ta hiện tại liền trở về dùng. Ta phải nhanh lên một chút học tập nhiều hơn chút sáng đạo chú văn. Sớm ngày có thể giúp đỡ đại ca khó khăn. Tống Long Hiên nói, biết được trầm tường chọc mộc sơn phái. Tống Long Hiên cũng là có không ít áp lực, hắn làm vì là trầm tường huynh đệ. Nếu là đến thời điểm không giúp được gì. Trong lòng hắn gặp qua ý không đi, Tống Long hiên rời đi khách sạn. Trở về Tống gia, mà Trầm Tường tại Kiên Trì chờ đợi Giang Tư Mỹ các nàng thành công. Hắn còn đối với các nàng ba nữ vận dụng nhất trọng lĩnh vực thời gian, nửa ngày sau. Giang Tư Mỹ nói, cuối cùng cũng coi như được rồi, Trầm. Tường từ Giang Tư Mỹ nơi đó được một cây rất kỳ quái hoa. Một chỉnh đóa hoa thì có cao bằng nửa người, đây là phi thường to lớn hoa. Hơn nữa cánh hoa có vài loại diễm lệ màu sắc, tỏa ra hào quang nhỏ yếu, tối làm người kinh ngạc chính là nhành hoa rất lớn. Dường như cây nhỏ làm, lá cây cũng rất cứng rắn, dày đại bích lục. Xem ra dường như phỉ thúy, thật cổ quái hoa, thật sự có dùng sao? Trầm Tường đã không thể chờ đợi được nữa muốn luyện chế. Nhưng các nàng còn cần dùng đóa hoa này đi sinh sôi càng nhiều. Hắn mới có thể mở bắt đầu dùng để luyện đan, ngũ thải cự hà hoa. Giang Tư Mỹ cười nói, đây là ta lấy tên, cũng. Không tệ lắm, chỉ cần có dùng, tên là gì cũng không đáng kể. Trầm Tường cười nói, hiện tại các ngươi chuẩn bị muốn dùng thời gian như vậy trận bàn bắt đầu. Đi trồng trọt ta cùng tư cảnh đồng thời, tốc độ nên nhanh rất nhiều. Dự tính 20 năm liền có thể làm ra một đóa. Giang Tư Mỹ nói, thời gian trận bàn vận chuyển lên, bên ngoài một ngày bên trong chính là trăm năm nói cách khác các nàng một ngày có thể làm năm đóa đi ra cũng rất tốt tiêu hao tinh hoàng rất nhiều phong khả nhi đột nhiên nói trận bàn vận chuyển một canh giờ liền tiêu hao mười cái tinh hoàng một ngày liền tiêu hao một trăm hai mươi cái tinh hoàng tiêu hao lớn như vậy lượng khiến cho hắn có chút giật mình nếu như sử dụng sáng đạo thánh thạch đây trầm tường hỏi hắn hiện tại hơn một trăm cái sáng đạo thánh thạch có thể không quá thiếu một cái sáng đạo thánh thạch tương đương với một ngàn cái tinh hoàng năng lượng. Vì lẽ đó một cái sáng đạo thánh thạch có thể sử dụng 8 ngày khoảng chừng trái phải đi. Phong Khả Nhi nói, hay dùng sáng đạo thánh thạch đi. Nếu là ngươi để ba cái thiếu nữ đan linh cả ngày ở tại lĩnh vực thời gian ngưng tụ tinh hoàng. Sẽ làm các nàng trở nên phi thường khô khan, sau đó thoái hóa, thiếu. Nữ đan linh tại U Giao Sơn Trang bên trong một bên ngưng đan ngưng tinh hoàng vừa cùng long tiết di các nàng cười vui vẻ chơi nháo cũng vô cùng khoái hoạt nếu để cho các nàng tiến vào lĩnh vực thời gian bên trong sau một quãng thời gian các nàng cũng sẽ phi thường phiền muộn được hay dùng sáng đạo thánh thạch đi trầm tường nói